con trông ngóng làm chi nữa. Đó đã đưa ngang từ thùa ơ tâm nhẹ, tôi chẳng bao giờ dám nói đâu. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau, ngỡ ngàng đường ai nấy đi. Giờ em vẫn đã đóng thuyền, cuộc đời con gái qua rồi, từng ngày bước sang thuyền hoa. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, từ đây hỡi em đừng gieo thêm nỗi than sầu. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi. Bao nhiêu ân tình thua nào cầm bằng như chân cầu. Xin em hiểu cho đời anh, đời trai sương gió dập vùi than nằm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, từ đây hỡi em đừng gieo thêm nỗi than sầu. Trời cao sao quá cơ cầu, tình đầu đó xin chôn vùi.
Xin cảm ơn nghệ sĩ đàn tranh Thương Huyền và nghệ sĩ đàn bầu Như Ngọc. Hồi nãy lúc mà Hoài Lê biểu diễn, em nhìn dưới em thấy chị Minh Tuyết á, chị cười ha ha ha. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thực sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là ngoảnh cái đầu hay ngoắt cái tay như vậy rất là giống cái hồn ở trong từng cái câu chữ, giống Quang Lê gần như là 100%. Chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét là xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo quá lên, hay dạ. Sao? Ôm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, phải anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Dạ. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết. Tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được à, người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á, tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen, tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Rồi có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi thấy vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát á, cái đầu em đi nè. Có, nãy Thành không thấy. Cái đó nó rất không là... Không phải là không thấy, có. Có. Anh muốn thêm nhưng nhiều mà bữa nữa. Nay anh làm nhẹ quá, không. anh bị tiết chế lần có, trước đó làm quá, nhiều anh lắm. Bị tiết chế là tôi thấy nãy ổng làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè, cái nhẹ nhẹ là em làm, chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em, em có cảm giác không? Chị nói bị chết rồi, nó gãy cái câu ao rồi, không lên tới. Mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau. Tất cả xung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể, nhưng không bắt chước được cái tâm, cái hồn trong câu hát. Em là em người làm có được, được cái điều yes. đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn, chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý. Ơi. Tại sao nói gì cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập, em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có vậy. Cái động lực. Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc tới đồ ăn cái thấy nhớ quá. À, mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam, anh thấy như thế nào ạ? À? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca. Đã bắt đầu là đi tập gym rồi và mặt có dấu hiệu và hiện tượng V-Line. V-Line luôn. Anh đi tập gym rồi.
thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi xuống. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Ồ, viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, tại sao? Tại sao mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em mà vô chung kết gì mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Mình tiếc quyền lực lắm. Hét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thua ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi. Hoang mang trống vắng, biết bao lần anh đã tự hỏi. Giờ về đâu đó, có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó, có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, sợ em bước đi trách nhau được gì. Anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó, có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi nỗi đau biệt ly. Lady Exhibit. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, làm sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, sợ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, và sẽ dối trá. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, làm sao vẫn yêu người xa. Lòng sao vẫn yêu. Vẫn yêu người xa. Xuất sắc. Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm bè Cadillac. Chị Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hồi nãy bà Cẩm Ly bà búng vô con tôm luộc cái bên tôi vậy đó.
Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy Cẩm Ly phấn khích như vậy đó nha. Không phải, thật sự rằng đó, cái những cái người mà cái máu âm nhạc đó, thì khi biết rằng nhiều khi mình không hát cái dòng nhạc đó, nhưng mà đặc biệt có một cái là cô nói nhạc mà tiết tấu đó, và khi mà người ca sĩ mà hát đúng cái tiết tấu với cái nhạc đó, nó có một sự cộng hưởng rất là mạnh, và nó sẽ khiến cho khán giả ở xung quanh cũng phấn khích theo. Ví dụ nhạc nó đánh dứt khoát mà nó đánh nhanh vậy, mình cứ hát rề rà giống như nó lọt thởm ra ngoài, nó không tạo được cái sự cộng hưởng, nên nó không phấn khích được khán giả và nghe họ rất là khó chịu. Nhưng mà con nó làm được điều đó, cho nên là khỏi cần phải ý kiến ý còi gì hết, là tất cả khán giả đây đã đứng dậy và hát theo mình. Và đặc biệt tôi hết hồn, trong một cái phút thoáng nào đó cô quay qua Thành, cô lo ra, cô quay lại cô nói: ủa sao đâu có hai cái micro, Thành giấu ở đâu kỹ, con giấu đâu vậy? Con để trời đất ơi, hèn chi đâu có thấy đâu, lo quay qua nói chuyện với Thành nữa, sao nó hát cái chữ quá giống quá. Ai ngờ quay qua thấy cầm hai micro. Chơi chiêu, cái này chơi chiêu á. Chiêu. Chiêu này là thỏa mãn cái anh này, mà nó không có cầm hai micro hát như Tuấn Hương anh đâu có chịu. Trời đất ơi, mà em trai bữa nay cưng lắm, càng ngày càng bản lĩnh sân khấu ha. Nhưng mà anh Thành muốn góp ý để em tốt hơn nữa. Nếu em vào trong, em biết em thiếu cái gì không? Tình cảm em có, máu em có, em thiếu cái chất điên của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng mà đã lên tới cái lúc ấy là sẽ điên, và sẽ có những cái trò nó rất là không bình thường. Đó là những cái khác biệt của thần tượng của em. Tại vì sẽ có những người thần tượng khác họ không làm như vậy, có muốn bắt chước cũng bắt chước hỏng được. Còn anh Hưng á, tới cái đoạn mà đập disco hồi nãy là anh làm nhiều trò dễ sợ lắm. Chị thấy, chị sorry Thành, chị thấy Tuấn Hưng diễn rồi. Khi mà bắt đầu lên cái đoạn như vậy, Tuấn Hưng hay nhảy. Và cái con mắt của Tuấn Hưng á, là mà cái cầu nối giữa khán giả với Tuấn Hưng. Tuấn Hưng sẽ nhìn xuống khán giả, sẽ kêu khán giả quẩy theo. Quẩy theo và ông nhảy vòng vòng nhảy cái như này. Ông phải là quẩy lên. Yeah, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Không phải vậy, em hiểu không? Phải có những cái đó, những cái mà thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu. Và anh nói em nghe, em bắt chước Tuấn Hưng thì mới có những cái đó. Nhiều người người ta muốn có thêm cái để người ta bắt chước không có. Em phải khai thác triệt để. Chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi, ngày buồn đã tới này, giây phút tôi xa người, tình đã úa nhau, mình đã thôi nhau, từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa, người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát thời vơ. Tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau, qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bay giờ đây đổi lấy đơn côi, thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu, người càng níu kéo càng xuôi khiến thì thôi tôi đánh giá.
giải thoát cho tôi, để tôi không cười đứng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Bên lòng ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau, qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan thiên cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây một nơi chốn cõi đời. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Mấy ý kiến từ các vị giám khảo. Hôm nay Minh Phương rất là đẹp. Lúc mà lên phía trên này và cái đoạn gian tấu em lắc nhẹ như này, rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên có một điểm anh chưa thực sự đã lắm về cái phần diễn. Cái đoạn điệp khúc bắt đầu là lá đổ xuống. Em có thể đi dưới cái rừng lá đổ đó và giống như mình với những cái lá thì biết đâu nó sẽ cảm nhận cái không khí mùa thu á. Tụi em tổng duyệt thì cũng có biết cái vụ lá rơi, nhưng mà em tưởng đâu là lá rơi trên này, em đứng trên này em hứng qua, em không thấy lá. Lá rơi. Con bé biết là có lá rơi mà biểu rơi thì rơi ngay trước mặt người ta đi, nhỏ đứng đợi. Mà nó xả đầy sau lưng. Xin mời giám khảo Cẩm Ly. Phải công nhận hôm nay Minh Phương rất là xinh, và đặc biệt hôm nay cái cách mà đi đứng của em á giống Quyên. Từ lúc ở phía dưới mà em đứng dậy xong em đi, cái chân nó chéo chéo. À, còn nói về giọng hát á, Phương em quá tập trung vào cái phát âm ra của em á cho nó giống Quyên, cho nên là nghe cái bài này rất là cứng. Và những cái nốt luyến của em nó đều bị gãy hết hả? Thôi để chị bên em chút xíu nha. Thứ nhất là người ta giả cô ba Lệ Quyên, mà cô ba Lệ Quyên cũng đâu có quay như cô Minh Tuyết. Cô Minh Tuyết thì cô hay sàng tới sàng lui, cô thấy cây là cô rờ, là cô thấy lá là cô bóc thôi, là cô quay vòng vòng sân khấu chứ. Cô ba Lệ Quyên thì không có nhiều. Điềm tĩnh lắm. Em có nghiên cứu về Lệ Quyên, cái chân chúm lại, cái đầu gối chúm lại, xong rồi cái mông nó nhỉnh nhỉnh ra chút xíu vậy nè, cái tay để vậy nè, đó cái thần thái của cô ba em có. Nhưng mà đúng như chị Ly nói, chị nghĩ rằng là vì cái bài hát này nó quá mới thì mình bị vừa phải bắt chước cái âm sắc mà vừa học một cái bài mới thì cái sự chuẩn bị của mình nó sẽ không được hoàn hảo cho lắm. Những cái nốt em luyến nó bị gãy nhiều quá và những cái cao độ nó cũng bị rất là chênh vênh. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng mời Trấn Thành. Nếu với phần trình diễn của bạn, tôi tách ra làm 3 phần. Phần hình thức biểu diễn tốt về giọng hát, và cái thứ ba là cái độ giống thần tượng. Bây giờ mình nói về phần trình diễn đi. Bạn có được những bước đi của Lệ Quyên, nhưng mà nó vẫn còn đang trong sự gượng gạo. Lệ Quyên bước ra là nó phải như vậy. Rất tự tin ha,
rất tự tin. Phải, bạn phải đi mà không còn cảm giác chân mình đang đi nữa, mà để mình tự mình lướt đi, thì lúc đó bạn sẽ cảm giác nó khác liền. Thái độ, gương mặt bắt đầu thấy có chuyển biến, tự tin hơn những vòng trước. Tôi nói về cái vế thứ ba mà tôi nói là cái độ giống thần tượng. Thì hôm nay bạn hát giống Lệ Quyên nhất trong tất cả những phần trình diễn của mình. Và mặc dù cái bài này á là cái bài mới, nhưng mà theo tôi nha, để thể hiện Lệ Quyên thì đây là một trong những bài thuận lợi để thí sinh hát giống Lệ Quyên. Bởi vì Lệ Quyên chuyển, mà những cái nốt chuyển và xuống thấp á, đa số những bài mà có quãng thấp nhiều là mình hát sẽ ra quyên nhiều hơn. Cái vấn đề bạn vướng víu ở chỗ bạn chuyển âm là vì, chị Tư nói đúng, là vì bạn quá cố gắng để hát cho giống cái giọng, nên cái điều đó nó làm bạn mất tự nhiên. Nhưng mà bây giờ mình phải tách ra rõ ràng là mình phải biết là người ta cố gắng ép cái giọng thiệt của người ta để hát giống cái giọng kia thì nó mới gây cản trở để hát không đẹp, chứ nếu hát giọng bạn thì nó lại đẹp rồi. Cái đó tôi rất là thông cảm cho bạn. Tôi chỉ cần thấy là bạn có cố gắng và bạn tiến bộ rất là vượt bậc. Mà thật sự hôm nay nghe cái âm sắc, tôi đã cố gắng, tôi nhắm mắt lại một đoạn, tôi nghe âm sắc rất giống chị Quyên. Bạn cố gắng, bạn tự ém giọng mình, bạn thay đổi mình rất nhiều. Cái vấn đề còn lại là sự thuần thục. Đó là câu chuyện nếu bạn vào được vòng trong, hãy cho tôi thấy bạn mang cái điều đó lên sân khấu một cách thoải mái nhất. Chúc mừng bạn. Cảm ơn các vị giám khảo. Là cả pha trời trong anh, nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Yêu chậm lại một chút để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để tình yêu giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả để đưa một người giờ chỉ còn là giấc mơ. Anh từng lặng là cả khoảng trời trong em, nhưng đến bây giờ lúc em cần anh như không quan tâm. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay, sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều gian đơn đến thế. Xa xôi, từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người giờ chỉ còn là giấc mơ. Chẳng thể kéo ký ức quay về.
rồi, được ngày cao giá trong tim cứ thế phải đi, lạc nhau ta đâu có hay, đâu có hay, đừng để yêu thương kia xa hay đâu, cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, rồi chỉ còn là giấc mơ, giờ chỉ còn là bây giờ hai MC có thể giúp là giới thiệu lại tên hai bạn này không? Bởi vì từ đầu cuộc thi đến giờ không có nhận ra hai giọng này. Hai cái giọng này nó quá quen thuộc với mọi người khi hóa thân thành Hà Anh Tuấn cùng với Hồ Ngọc Hà. Nhưng hôm nay khi các bạn được là chính mình, các bạn mang một cái diện mạo hoàn toàn khác. Một cái giọng ca nó mang những cái nét đặc trưng riêng của các bạn ấy, không thể nào mà nhầm lẫn vào đâu được cả. Xin được giới thiệu Trần Thuận và Đan Trang. Mệt tim quá phải không chị? Chị Tuyết, thực sự cặp này đó là cặp hát giọng khác với giọng thần tượng mình nhiều nhất trong ba cặp mà mới vừa hát xong. Hà Anh Tuấn bên đây bây giờ không còn là Hà Anh Tuấn nữa mà là Trần Thuận. Em hát là không còn có những cái âm sắc của Hà Anh Tuấn trong chất giọng của em, nhất là Trang. Chị không nghe chất giọng của Hồ Ngọc Hà trong đó, thì trong cái cách hát lần này của em là hoàn toàn không giống. Điều đó là chị rất là khen ngợi hai em. Bởi vì khi mà mình trở thành một cái ca sĩ chuyên nghiệp rồi đó, thì mình nên có một cái gì đó riêng cho bản thân mình, thì người ta sẽ nhận dạng mình dễ dàng hơn và người ta sẽ ghi nhớ cái giọng hát của mình nhiều hơn. Còn nói về bài hát, khi mà Thuận lên cao cái đoạn cuối, có phải là hơi quá với cái quãng giọng của Thuận không? Tại vì thấy là Thuận lên rất là chao đảo, lên không tới nốt. Có thể là những khán giả người ta yêu thích bài này quá, người ta chỉ nghe cái tổng thể. Còn có thể chị cũng như là những huấn luyện viên khác sẽ soi nhiều hơn về cái kỹ thuật cũng như cái cách hát của các em. Thì cái chỗ của Thuận như vậy làm cho chị cảm thấy hơi tiếc nuối một tí xíu. Còn về Trang, em hát trong em có sự cuồn cuộn, nhưng chị chỉ góp ý chút xíu cho Trang sau này. Khi mà Trang hát cao á, cái khẩu hình của Trang nó mở nhiều quá, nó sẽ thoát hơi ra nhiều. Thoát hơi ra quá nhiều. Khi mình thoát hơi ra quá nhiều, mình không đủ cái hơi để mà mình hát tiếp tục những cái câu cao trào sau đó, thì mình sẽ đuối, không đủ hơi để giữ và để tiếp tục những câu. Nếu như những cái bài đó có những cái cao trào liên tục, thì cái đó là cái kỹ thuật chị nhắc khéo với Trang, để sau này mình rút kinh nghiệm, mình sẽ làm tốt hơn. Trang chỉ thiếu chút xíu cái đó thôi, nhưng trong Trang có cái sự cuồn cuộn, có cái sự dây dứt bỏ cái tâm, cái hồn của mình vào. Đó, điều đó chị rất là khen ở Trang. Bản thân anh Thành rất là thích cái giọng của em và thích cả con người của em. Thích cái cách em lên sân khấu, thích cái cách em truyền tải nội dung của bài hát, thích cái cách em đẩy cảm xúc em ra. Mỗi lần em hát, em là nghệ sĩ, em quên hết mọi chuyện xung quanh. Người ta nghe cái bài em, người ta feel được cái cô này cô có nội tâm, và người ta muốn được nghe nữa. Anh hy vọng rằng là em sẽ tạo cho mình mọi điều kiện tốt nhất để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, bởi vì cái điều quan trọng nhất em đã có rồi, đó là cảm xúc và giọng hát. Những cái còn lại mình có thể làm được. Yeah. Cái thứ hai là bạn Thuận, bạn là một giọng nam rất đẹp, bạn hát tinh tế lắm. Từ cái cách bạn giả Hà Anh Tuấn, bạn để ý từng cái phát âm, từng cái thở, từng cái nhịp. Chúng tôi góp ý bạn, mỗi một tuần bạn để ý bạn làm hay hơn. Rồi bây giờ bạn trở thành bạn, bạn cũng hát rất là tinh tế, giọng nam cao mà lại dày chuẩn, bay tình cảm nữa. Cũng là một cái người mà hoàn toàn sở hữu mọi điều kiện để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Và anh chúc cho khán giả sẽ ngày càng yêu thương tụi em sẽ nổi tiếng và thành danh trong nay mai. Cảm ơn các vị giám khảo. Thank you.
tổn thương trong anh cũng nhiều rồi. Tình yêu này đâu có lỗi gì, lỗi là thuộc về hai chúng ta. Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Đừng hoan trách nữa nhé, xin người hãy đừng than vãn, vì phía trước hai ta sẽ còn đoạn đường rất dài. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi, em sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Ngày mai nắng sẽ ấm, sẽ là một ngày tươi sáng. Ngày mai sẽ bước đi con đường mà ta đã chọn, để rồi khi quay lưng quay lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng trai đẹp của chúng ta đang chờ đợi những lời góp ý của các vị giám khảo. Thật sự ra mà nói thì giọng của Ngọc Tân không khác Hà là mấy so với giọng thật. Thì anh nghĩ là cái bài này chắc là cái quãng nó không có thuận lợi cho Tân lắm. Thấp thì nó hơi thấp quá, nhưng mà lên cao thì nó cao không tới, nó bị lỡ á. Thành thử ra nó không thuận lợi cho em lắm. Cái bài này Lâm hát ổn định hơn rất nhiều. Và anh thích Lâm khi Lâm là Lâm hơn. Giọng rất là đẹp và hát sạch sẽ lắm, cái nốt của em nó sạch. Và em biết cách thả hồn vào bài hát rất nhiều. Anh nghĩ là nếu em đi làm một ca sĩ chuyên nghiệp thì anh nghĩ em có nhiều điều kiện thuận lợi để nổi tiếng. Đẹp trai, thấy không?
vóc dáng ổn định, hát cũng ổn định rất là tốt. Quan trọng hơn hết thì anh chị góp ý cho em thôi, cái này đã là về thẩm mỹ âm nhạc của em. Hiện nay em hát bài này hơi bị ủy mị và nó bị lê thê, nhưng mà anh vẫn thích em tại vì em hát rất là tốt. Và cả Tân cũng vậy. Bài này những đoạn cao thì Tân mới là người giữ được. Tại vì Tân hát giọng gió, Tân có thể rướng lên. Và chính vì em hát giọng thật cho nên những cái đó thật ra em để xa để em ăn gian. Chứ thật sự Tân mới là người rướng mấy cái giọng cao. Chỉ có một cái góp ý nhỏ mà tụi em để dành kinh nghiệm là khi mình hát càng thấp nó sẽ không rõ lời. Vì thế khẩu hình mình đừng khép lại nhiều quá, nhất là Hoàng Lâm. Nhưng khi em solo cái đoạn mà riêng của em đó rất là tình và đẹp vô cùng, cái quãng đó của em đẹp lắm. Còn Tân á, theo cảm nhận của chị luôn là em á, khi mà tụi em hát đồng thanh nó không được quyện với nhau. Có thể là do Tân lúc nào cũng hát theo cái kiểu mà kìm ra cái giọng hơi, còn em là âm em thẳng ra luôn, cho nên là hai cái nó không dính vào với nhau, không quyện thì đúng hơn, chứ không phải là tụi em bị so le nhiều. Nhưng Tân để ý một xíu, mai mốt em hát đôi em phải nương bạn một tí xíu, tại vì em hát theo cảm xúc, cho nên Lâm phải nhìn miệng em để bè theo, để nương theo, cho nên đúng Lâm rồi. Một cách rất là dò tìm cái khẩu hình của em để mà hát theo, cho nên chị cũng tội Lâm ở cái điểm đó một phần. Cho nên là nếu mà mình hát đôi á, mình tập thật là kỹ, còn không thôi tụi em phải nương nhau cái cách mà mình sẽ xuống câu nào, xuống từ nào, chứ không thôi mình ví dụ Tân em hát gì cảm xúc em quá tự do thì tội nghiệp Lâm, Lâm phải nương theo miệng em để mà hát. Cái đó chị nhìn thấy điều đó. Ok, đó là đẹp. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Chúc mừng. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bây em chưa lớn, chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bên cho yên một bóng thiên. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, dòng sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái sâu tùy sống, làm sao mà chồng chưa đổ bên, biết nơi nào đục chân. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vừa hiền. Còn lại sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn, thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng. Dần do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng, bước qua sông sông hỏi từng con sóng đời người con gái, không muốn yêu ai được thương.
Duyên phận của nhạc sĩ Thái Thịnh. Nào, bây giờ thì mình giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết nha. Em tên là Mỹ Hạnh, em đến từ thành phố Hạ Long. Năm nay em 29 tuổi. Các vị giám khảo thấy thế nào? Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đúng là cái bài Duyên Phận này đã làm mưa làm gió suốt trong một thời gian dài. Em nghĩ là cái bài này nó không phải là một cái bài bình thường nữa. Nó giống như là cái bài của các bạn trẻ đi thi bolero. Năm nào cuộc thi mà không có bài này làm như cuộc thi đó không trọn vẹn hay sao? Bất cứ cuộc thi nào đó cũng phải một là cái bài này. Bài thứ hai là bài Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Có hai cái bài này là cả bất cứ cuộc thi nào tôi cũng nghe hết trơn rồi. Tôi cảm thấy rằng là cái bài Duyên Phận vừa rồi á, nghe nó rất là mượt mà. Nó như một cái dải lụa mềm mại như trên màn hình LED vậy đó. Và cái cách trình diễn của bạn cũng rất nhẹ nhàng, khoan thai. Và cái giọng hát nó thực sự là đi đến trái tim. Tuy nhiên là có những đoạn thì giống như Quỳnh, nhưng mà có những đoạn thì bạn là chính bạn thôi. Nó tách bạch rất là rõ ràng. Không biết là tôi có nghe nhầm hay không. À, tại vì thế này nè Nam, em thì em thấy rằng là âm sắc thì không, hoàn toàn không giống lắm. Là bởi vì bạn có cái âm sắc của cái người hát dân ca, nhưng mà bạn lại là người nghiên cứu rất là kỹ, nên bạn xử lý từng cái nhỏ, cái nhạ chữ rất giống như Quỳnh. Chỉ tiếc cái là trời không phú cho bạn cái giọng giống hoàn toàn như Quỳnh để bạn có thể khai thác được triệt để mà thôi. Có cái điểm này Thành chỉ cho bạn thêm thôi, thì bạn sẽ thấy là bạn hát nó sẽ đẹp hơn. Ví dụ như tôi mời bạn hát lại cái chữ trong. Biết nơi nào đục trong. Đó, như Quỳnh là chưa đổ bên, biết nơi nào đục trong. Trong nó giống như là chi ông trong, thì nó sẽ đẹp cái chữ đó hơn. Và lúc nào cũng vậy, bạn để ý chữ như Quỳnh hát cái chữ CH hay TR, chờ, cái chữ chờ, chị hát rất là tròn, đẩy cái chữ tròn hơn nữa, nhấn nhá hơn nữa là ra như Quỳnh. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình nhé. Anh đi tìm em nơi vực sâu, nơi màu nắng hớt xa. Anh đi tìm em nơi bình yên, không gọi tên chúng ta. Em đi tìm anh, con đường quen soi dẫn khác lạ. Vì mình mãi đến nơi chân trời. Anh đi tìm em nơi biển sâu, nơi mình lạc mất nhau. Anh đi tìm em nơi bình yên, không gọi tên nỗi đau. Em đi tìm anh nơi tuổi thanh xuân đã úa màu. Mà giờ chẳng thấy anh nơi đâu, giờ anh đang ở nơi đâu? Gọi tên anh lúc mùa sâu. Trả lời anh đi cho em tìm vết sâu. Giờ anh đang ở bên ai? Gọi tên anh lúc đêm dài. Để dành yêu thương trao cho anh cho nhập vào. Hold me please, oh baby, hold me please. Dừng bước để ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go, baby, please don't go. Dừng bước dù chỉ là phút giây. Yeah. Hold me please, oh baby, hold me please. Dừng bước. Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau. Em đi tìm anh nơi tuổi thanh xuân đã úa màu. Mà giờ chẳng thấy anh nơi đâu. Giờ anh đang ở nơi đâu? Gọi tên anh lúc sâu. Trả lời em đi cho em từ đất sâu. Giờ anh đang ở bên ai? Gọi tên anh lúc đêm dài. Để dành yêu thương trao cho anh chuyện nhập vai. Hold me please, oh baby, hold me please. Thế ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go, baby, please don't go. Dừng
giờ về để hôn em please. Chỉ dừng bước để ta xa bên nhau hoài. Please don't go baby, please don't go. Dừng bước dù chỉ là phút giây. Cần mời mà giám khảo lên tiếng trước rồi thấy không? Dạ xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. À, cưng muốn xỉu. Trời ơi, hai bạn đúng là mở màn cho chương trình. Các bạn tạo ngay cái hứng khởi cho giám khảo làm việc ngay từ phút đầu tiên. Basker Ngọc Tân hôm nay chuyển hóa năng lượng xuất sắc. Cái màn hóa thân của bạn coi như là ngày hôm nay yêu cầu cái gì là có cái đó. Lựa bài quảng giọng phù hợp là có quảng giọng phù hợp. Ca một cái là nghe ra Hồ Ngọc Hà liền. Yêu cầu giảm cân liền. Yêu cầu trang điểm đẹp hơn liền. Yêu cầu vẽ cái chân mày lệch xuống, vẽ đẹp luôn. Muốn gì được nấy. Muốn gì được nấy. Như như soi giúp anh là Pascal có nút ruồi không? Nữa. Đâu? Có nha, rõ có ràng. Có nút ruồi luôn nha. À. Quay cận là thấy liền. Sắc sảo. Rất là kỹ ha. Hôm nay hai bạn đốt nóng sân khấu bằng những cái vũ điệu. Và lúc đầu thì vũ đoàn vẫn đang che em ở phía sau á. Thì mở ra rồi mới thấy em thì rất là bất ngờ. Bởi vì em hóa thân trong cái bộ gym suit rất là sexy và không nghĩ rằng là em có thể mignon và gầy như thế này được. Trong những cái động tác vũ đạo của em thì vẫn còn, dĩ nhiên là chưa thực sự là điêu luyện lắm. Đặc biệt là những cái đoạn Lâm đứng im để cho em trường lắc lư bên cạnh. Anh ơi, thật sự á, nhảy bình thường đã khó mà nhảy đẹp như chị Hồ Ngọc Hà khó lắm anh ơi. Với lại đạo diễn ơi, đạo diễn có biết tại sao mà chưa có trường, chưa có lắc được như ý đạo diễn không? Trong những ngày vừa qua khi Pascal Ngọc Tân tập nhảy trên đôi giày cao gót bị trật chân và ngày hôm nay vẫn còn rất đau, nhưng mà bạn ấy làm như không có gì xảy ra cả và đã mang đến một màn trình diễn hóa thân quá tuyệt vời. Đúng rồi. Bàn về Nu nè, Nu bữa nay tự tin hơn Nu bữa trước. Hát nó có hai phần, phần điệp khúc rất giống Nu nhưng cái phần đầu phát âm vẫn bị là bạn vang quá, nó không có độ bay. Âm thanh mono á, nó không phải là âm thanh mà Nu là nó phải phát bay một tí. Hôm nay thì Tân nhỉnh hơn Hoàng Lâm một tí. Nhưng mà hai bạn kết hợp lại thì cái hòa quyện của hai bạn làm tốt quá, nên là thôi cũng không có khắt khe nhiều với hai bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tiết mục này Thành cực kỳ thích. Cảm ơn, thank you. Hey, are you ready tonight? Không về em chưa mãi bóng tần
cười. Và đây là Đan Trang với Em Không Cần Anh, một sáng tác của Châu Đăng Khoa. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô và nhóm bè Cadillac rất nhiều ạ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh máu lửa quá rồi đúng không ạ? Hình như cô này mới tham dự cuộc thi đúng không? Ủa lạ quá anh. Lạ đúng quá. Rồi, lột xác sao mà lột người ta nhận luôn. Không ra. Đan Trang, em giải phóng hoàn toàn hình thể của mình. Từ vòng đầu và đến những vòng gần đây, em vẫn trong những cái tà áo, những cái chiếc váy và rất là những cái bài ballad nhẹ nhàng thôi và rất là nội tâm. Giống anh. Nhưng mà tối ngày hôm nay em đã thực sự với những cái bước nhảy vô. Cứ làm giật mình hoài hả? Để nói tiếp đi anh ạ. Anh nội tâm anh nói tiếp ạ. Xin lỗi cô Tư. Nội tâm nhưng mà mình phải dàn xuống. Rồi trầm xuống một chút xíu. Thực sự là với những cái bước nhảy của em hoàn toàn là thuyết phục được anh. Nó phá vỡ cái hình tượng nội tâm của anh và lãnh đạt cần có. Trời ơi trời ơi. Anh không cần nhấn lại cái sự nội tâm của anh đâu. Khán giả cả nước ai cũng biết điều này ạ. Phá vỡ hình tượng nội tâm chứ trời ơi trời. Thì em tương tác với Vũ Đoàn, em di chuyển dường như là em phủ khắp trên sân khấu với những cái động tác hình thể của mình và vẫn giữ vững những cái phần hát. Nhưng mà anh thấy là cái tình cảm của anh đã đặt vào trong cái phần trình diễn vừa rồi rất là nhiều. Và nó rất xứng đáng là một tiết mục mở màn vô cùng hoành tráng và hấp dẫn. Xin mời nữ giám khảo Minh Tuyết ạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Trước khi em bước lên em trình diễn bài hát này thì chị có đi ngang qua em khi mà lên cái ghế ngồi. Chị thấy Đan Trang ngồi dưới, vừa ngồi mà vừa có như là tập động tác rất là chăm chú. Và đó là những cái công lao mà cái kết quả bây giờ em có được trên sân khấu. Đó là cái tâm lòng nghề của em và cái điều đó khiến em sẽ thành công trong tương lai. Nhá. Chị rất là phải nói rằng là khen ngợi cái tinh thần của em. Và với bài hát vừa rồi, cái điều mà chị khen nhất ở Đan Trang là như thế này. Em không nhảy thường xuyên, nhưng mà khi em nhảy cả một bài mà cái làn hơi của em nó không bị hụt hẫng, có nghĩa là em không bị hát chênh phô, em vẫn giữ vững cái cột hơi của em. Điều đó là một cái điều rất khó, vừa nhảy vừa hát live mà để giữ vững cái cục hơi, mà để cái giọng hát mình nó không bị chênh phô, nó rất là khó, kể cả so với những ca sĩ chuyên nghiệp. Mà em đã làm được điều đó thì phải nói là chị tặng em một tràng pháo tay thiệt lớn. Và có một vị giám khảo cũng nhảy nhót không kém, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Em mời anh ạ. Tôi nhảy là tại vì nhìn kế bên cái người phụ nữ không bao giờ nhảy cũng nhảy theo, đó là bà Tư Cẩm Ly. Trời ơi, bà làm gì bà trời, quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Trời ơi, em biết không, em làm cho chị Ly mà phải feel theo em luôn thì cái điều đó khó. Tại vì chị Ly chỉ là bình thường, chị bình sinh chỉ là cái người rất là nghiêm túc hả, mà chị feel theo một cái bạn thí sinh nào đó, rõ ràng là em lôi chị vào cuộc, em không cho chị được phép làm giám khảo, em bắt chị là khán giả của em. Và chưa bao giờ em làm anh thất vọng cả, bởi vì bất cứ một lần nào em lên sân khấu lại là một cái mới để coi, lại là một sự nồng nhiệt mới, lại là một sự nghiêm túc mới, một sự hoàn chỉnh mới. Em cho mọi người thấy đúng như chị Minh Tuyết nói là cái tâm làm nghề, cái máu, cái sự nỗ lực, cái quyết tâm em dành cho cái cuộc thi này. Hát như một ngôi sao, mặc dù em có thể hơi tròn thật nhưng mà chưa bao giờ em có vấn đề về ngoại hình của mình cả, chưa bao giờ nó cản trở em một cái gì cả. Người ta vẫn tin em là Hồ Ngọc Hà trên sân khấu, bởi vì em với Hà giống như hòa lại là một. Rất cảm ơn em về tinh thần này. Và em cho đến thời điểm này là một trong những ứng cử viên sáng giá của anh cho ngôi vị vô địch. Giờ người đang bước bên ai không phải anh, giờ người đang say bên ai không phải anh. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phải phôi nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui, giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Khép những ký ức ấy vào tim, anh khép cả những nỗi nhớ đông đầy. Từ ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ao thức đêm dài. Dù còn ai kề bên,
còn ai đêm thâu nồng say. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Sao giờ xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau. Một mặt nhưng anh biết em đã thôi không còn yêu. Giờ người đang bước bên ai không phải anh, giờ người đang say bên ai không phải anh. Chắc do anh vô tâm hay tình em đã phải ôi nhạt nhòa. Giờ người bên anh mong em sẽ vui, giờ người bên anh mong em bình yên. Để em thôi bận lòng, anh sẽ ra đi vì em. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Khép những ký ức ấy vào tim, anh khép cả những nỗi nhớ đong đầy. Từ ngày dài trôi mãi, anh sẽ thôi không u sầu. Cho anh thôi không nghĩ về em, và cho anh thôi ngóng trong đêm dài. Mà thương tiếc hoài, mới nhớ đôi vai, mây mưa bên ai. Lối cũ ấy ta đã cùng nhau, kề vai bên hiên trao chiếc hôn đầu. Dù rất xa xôi quá, hai đứa hai nơi phương trời. Anh hoang mang nơi đáy vực sâu, từ khi em xa anh mang nỗi đau. Không, không còn bên em nữa. Why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Tell me baby, why did you make me cry? Tell me baby, I miss you every night. Cause I love you, love you, love you, love you. Cause I love you, love you, love you, love you. Vũ đoàn Ô đã hỗ trợ cho tiết mục này một phần trình diễn sôi động, nóng bỏng và quyến rũ, đặc biệt là với những cái động tác vũ đạo mà khiến cho cái quần áo nó hơi xúc xổ một tí đó. Khi em trình diễn ca khúc này với những động tác vũ đạo đó, em có lường trước được cái việc là xiêm y của mình nó có hơi xê xích một tí không? Vì cái đầu tiên thì em biết là mặc cái bộ đồ này chắc chắn nó sẽ bị hở, nhưng mà em mà sẽ vẫn cố gắng mặc. Dạ em vẫn mặc, nhưng mà em cố gắng tiết chế lại động tác để nó đỡ không có bị hở quá. Trời ơi, phải đừng tiết chế nhiều đó thôi mà giám khảo chúng tôi đã phấn khích lắm rồi, đặc biệt là Trấn Thành. Không hay thật, bạn được trời sinh ra gương mặt đã điển trai rồi, nó đã là cái lợi thế cho bạn trong cái việc tạo ra những cái ánh mắt xẹt điện. Trời ơi, giọng một bà fan nữ chết rồi. Quay em của bạn đó chị Tuyết bạn không đó. Không chị thấy em cứ bung xõa tại dưới đây có người hơn em rồi. Cứ thoải mái đi. Cha sanh mẹ đẻ ra đẹp trai cao ráo, đó là lợi thế của mình. Nhảy tốt hợp lý, nghe không, ánh nhìn sexy có, tất cả có hết. Em làm cho Minh Tuyết đứng dậy mà quẩy cùng em thì còn nói làm gì nữa. Trời ơi, chị Minh Tuyết chị đứng dậy chị nhảy là chuyện bình thường. Anh Nam kìa, anh nhảy luôn. Một người đàn ông sống nội tâm, trái tim đã băng giá bao nhiêu năm nay. Một người đàn ông chỉ nhìn vào những người phụ nữ chân dài khen em đẹp quá. Anh ta phóng lên, anh ta nhảy, anh mắt anh nhìn em, anh ta xoay xi lên nhẹ. Anh thấy anh Nam có xoay xi lên nhẹ. Anh ơi, vậy em có phải là tội đồ không anh? Em không, không, đó không phải tội đồ. Em là nam châm. Ai biểu anh ta trái cực, anh ta bị hút, ráng chịu. Nhưng, nãy khen rồi đúng không? Giờ dập, nu, hát không có thẳng như em. Phải có ngân nhiều hơn. Bây giờ em hát lại cho anh câu mà. Em ở đâu trong cuộc đời này? Em từ đâu bước đến đây thử coi. Em là ai giữa cuộc đời này? Nè, em nghe không? Âm thanh của em á, làm thanh mở khẩu hình ngang hoàn toàn. Nu, hơi vòm tí, hơi dọc lại.
Em là ai trong cuộc đời này? Em là ai bước tới nơi đây? À, thử lại đi nào. Em là ai trong cuộc đời này? Này, em bị này. Thử này. Cuộc đời này. Ờ, đó, sẽ ra hơn nhiều ha. Ngân hơn, rung hơn. Và khẩu hình dọc. Cái thứ hai rất quan trọng. Tôi mê cái này mà không có tôi giận. Bắt buộc ẻo cái khốt lại. Đúng không? Nhiều khi trong cái bài này nu không có làm được sao? Chính xác. Nu là ra là Tùy bài đề Thành ơi. Cái bài gì nó ra nó một hồi là cái theo quán tính là nó. Cái bài này nhảy hết nguyên bài làm sao mà làm được. Và bản thân em để ý là nu hay hay như này nè. Đó hay nha. Đó hay gì ra đó, đó một tí. Phải có mấy cái đó. Nhưng mà cái bài trưng này là cái động tác em nhảy từ đầu tới đuôi là giống y chang. Mình đúng đòi không? Nhiều quá đâu có được trong cái bài này đâu. Em đâu có làm được những cái động tác kia. Thành anh khó quá anh Nghĩa ơi. Em thấy anh khen rồi anh cũng có cái anh dập lại. Thôi hay là bây giờ Lâm làm thử một vài động tác ảnh yêu cầu thử đi. Có nghĩ em làm được. À, em xin anh Thành có thể thị phạm lại động tác lúc nãy được không ạ? Đó. Đẩy cái. Đó, đúng rồi. Người ta giấu để vòng trong mà. Không phải, tại vì nãy thiếu cái vụ lăng quăng không chịu. Phải có cái lăng quăng đó mới chịu. Cái bài người ta nhảy, người ta có động tác. Dòng sao cho dù là bài gì em cũng làm cái động tác lăng quăng đó cho anh nha. Phải quơ rồi hốt lại nghe chưa hốt. Dạ vì em hứa nếu mà em lọc vòng sau em sẽ quơ rồi em hốt lại luôn. Em quơ em hốt sao em chọi lại luôn cho anh nha. Bây giờ xin mời vị giám khảo điềm tĩnh nhất ngồi im trên ghế không có nhún nhảy như ba người còn lại. Chị Cẩm Ly. Trước khi chị Ly nói cho chị nói một câu. Chị Ly rất là mê Nu Phước Thịnh. Không nhiều khi mê tới cái mức không em mê mà là rất là thương. Thôi mệt quá à. Tôi nói em tôi mê thích là tôi thương mà tôi nói là bây giờ dù có tính xấu gì mà tôi lỡ cho anh rồi đó. Có tính xấu gì tôi lỡ thương rồi lỡ sao thương. Vậy sao vậy đó. Sao mà yêu thương bất chấp vậy yêu thương bất chấp vậy tại sao tại sao một cái không hiểu nữa đó là không biết lý do luôn. Có thương tôi vậy không? Không kỳ hỏi chi vậy cho một cái sự thật phủ phàng dập vô mặt kỳ tại sao ngang ngược vậy. À, khó hiểu bởi vì có những cái mình khó giải thích tình lắm. Yêu mà mình không có lý giải được. Alo Nô hả? Bà thương em lắm. Hiểu sai cũng được em. Bớt thương bà lại nha. Ở trong cái bài này á, em rất khó đầu tư về vũ đạo. Em tập như vậy là cũng rất là nhiều. Thứ hai là tiết tấu em rất là tốt. Em rất là chắc nhịp. Chỉ có duy một điều là em bị thiếu cái gì biết không? Cái nhất là những cái độ rung của Nu. Và cái thứ hai là Nu hát tuy rằng cái giọng bay, nhưng âm của Nu hát âm bật không? Em hát nó chưa có bật cái âm của Nu. Đúng rồi. Âm bật và rung ở những cái đuôi. Và lại hồi nãy mấy anh chị khen em là đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng nếu đi vào vòng trong, chị muốn thấy ánh mắt của Nu, nó nhìn giống như chích điện người ta mà rất là khiêu khích. Chừng nào mà em giết chết chị Ly á, okay, là em đã thành công đó. Đó. Và vẫn cái còn ngồi ở đây án binh bất động, có nghĩa là Nu chưa hiện lên. Đúng hết. Hy vọng là vòng trong thì em sẽ làm cho chị Ly đứng lên và quẩy tung chảo luôn. Mà Ly bả sau khi coi xong mọi người khen bả vẫn say quăng. Vẫn không giống nhau. Chưa, đây mới là người khó nhất nè. Đây mới là người khó nhất nè. Đây, cái dòng mà gì dòng cô rồi đó. Không ý là mình nói là hiểu không? Tiền bối của Nu. Không hiểu, là sao? Là sao? Bên kia người ta là chế, là chị, nên người ta đứng kia người ta quẩy. Còn cái dòng gì dòng cô ngồi lãnh cảm ngồi. Chuyện kinh. Với người mình yêu, ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng yên nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh
trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc rơi, mới biết đâu là yêu. Yêu một lần đều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi, chia đôi cầu vồng ngày xưa. Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Ánh trăng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đơn côi. Đến bao giờ mới được có em, đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc rơi, mới biết đâu là yêu. Đã khuya rồi vẫn ngồi mà đếm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chẳng đã không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyết để mình tôi đã có. Đến bao giờ thấy được cầu vồng. Tôi ngồi dưới đêm lạnh vắng, hỏi vì sao tôi lại khóc giờ, mới biết đâu là yêu. Chúc mừng thí sinh Hồ Văn Phong đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái bài này là một cái bài hit của ca sĩ Tuấn Hưng rồi. Anh có xem một cái phần diễn của Tuấn Hưng ở nhà hát lớn và thấy ảnh năng lượng nhiều hơn. Còn em thì em hơi bị trùng trùng xuống, cho nên là anh không có nhiều cái hưng phấn cho lắm. Nhưng mà anh vẫn không phủ nhận là giọng hát của em rất là hay, rất là tình cảm. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thật sự ra như thế này nè em trai ạ. À, tới vòng này thì em có nhiều âm sắc giống anh Hưng rõ hơn. Nhưng mà hiện nay nó khổ cho em như thế này là em lại không có cái tinh thần phóng khoáng. Tất cả những câu hát em nó vẫn nằm trong khuôn nhạc. Tuấn Hưng hát á, nó tự do lắm. Ông nè. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao. Nó có cái gì đó giống như là nói chuyện nhiều hơn. Và cực kỳ thái độ rất là manly. Và câu á, anh không bao giờ phân mấy cái nhịp mà nó đều. Tách nhịp lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngắt câu, lúc kéo dài. Khi mình đã bắt chước cái người thần tượng đó, phải bắt chước từ cái linh hồn bắt chước ra. Nó cái cách em ra em đưa tay, anh thấy em cũng đưa tay. Nhưng em thật sự không hoàn toàn tự tin 100% cho cái đưa tay đó. Nếu em tưởng tượng mình là ngôi sao thì cái cách đưa tay của em sẽ khác. Mọi người ơi, hãy làm theo tôi nhé. Nó sẽ có cái thái độ đó. Còn hiện nay em là không biết có ai làm theo mình không. Thật ra mình thi mà em. Em cứ làm tự tin đi, còn người ta làm theo em hay không là chuyện của người ta. Nhưng anh cần thấy trên cái gương mặt của em, em phải tin em là ngôi sao. Tuấn Hưng có cái gì đó chất chơi lắm. Nó rất là một gã đào hoa, em hiểu không? Yes. Đó, một chính gã đào hoa. Một gã đào hoa. Khẩu hình của Tuấn Hưng rất là rộng, nhiều mai năng lượng. Mai mốt về cầm cái hamburger thả ra cho nó áp được hết cái hamburger là chính xác. Đó, cũng kêu người ta liên quan tới vấn đề ăn uống. Phải, ăn, phải tập. Khi một thí sinh bước vào một cuộc thi
chúng ta phải lựa cái thú vị nhất mà thi. Đó là cái sự tinh tế để mình chọn lọc cái gì mà mình bày biện cho khán giả xem. Đó là kinh nghiệm đi thi, anh nói thật. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Có thể là một bài hát ca sĩ hát ở nhiều cái phiên bản khác nhau. Cái bài hát thì thực ra nó lâu rồi. Nó là cái thời mà anh Hưng mới vừa bắt đầu mà có tiếng mọi người biết đó. Có thể là như vậy, cho nên là con bắt chước theo cái phong cách đó. Vả lại, theo cô nghĩ rằng trong bài hát này nó không có nhiều đất để cho con phô diễn về cái phong thái của Tuấn Hưng. Chính vì ở những vòng đầu tiên, vì mình quá hoàn hảo cho nên đòi hỏi của giám khảo cứ mỗi ngày phải mỏi hơn, chứ không phải là hôm nay mình làm không tốt. Thật ra cái có trường hợp này nó lại hoàn toàn khác với cái bạn Hoài Lê. Bạn thấy bạn Hoài Lê, thậm chí bạn ấy cũng có nhiều đó. Nhưng mà Hoài Lê tới khi bạn ấy làm á, để bạn làm cho người ta nổi da gà là tại vì có những cái nó giống khủng khiếp. Phong chưa có làm cho người ta thấy có một số những cái gọi là giống khủng khiếp. Chỉ là nghe giống nhờ. Có những cái mà người ta phải đập chân đập tay, trời ơi giống quá. Phải tìm cho ra. Cố gắng ha. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và cuối cùng xin mời chị Minh Tuyết. Cái đãi chữ của Tuấn Hưng em có, chất giọng của Tuấn Hưng em có, nhưng mà cái cách xử lý của từng cái câu á, ví dụ ai đã yêu một lần, còn em là ai đã yêu một lần, thì em lại đãi như vậy. Còn về phong thái, em phải coi phong cách của Tuấn Hưng trình diễn live, góp nhạc, áp dụng những cái đặc trưng của Tuấn Hưng vào cái bài hát mà nó có ý nghĩa theo phong cách của Tuấn Hưng, thì em sẽ hiện nguyên hình Tuấn Hưng một cách hoàn chỉnh. Cái đó là cái mà bạn Hoài Lê đang làm được. Biết được cái mấu chốt, cái tật của Quang Lê đó, và bản trở thành một cái gì đó nằm lòng trong bản rồi. Đến cái chữ nhã đó, đến cái lúc đó hát cái câu đó là bạn tự động bản làm luôn ra. Cho nên bản bắt chước được cái hồn của Quang Lê. Em chỉ cần thêm cái đó nữa là em hoàn hảo. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo về những lời nhắc nhở dành cho Văn Phong. Là di vãng quá khứ mà thôi, nên anh phải quên.
Theo gió mây đã trôi xa thật rồi, theo gió mây đến nơi phương trời nào, chỉ còn anh và em với bao yêu thương nhạt nhòa. Khi giấc mơ ấy chia đôi ngả đường, hay tiếng yêu ấy có riêng mình ta, là gì vãng quá khứ mà thôi, nên anh phải quên. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai nỡ quên bao câu ước thề. Lâu cách chỉ người muốn xa đi trong thiết thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho ai mơ mộng. Gió hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Baby, I want to go. Baby, I don't need to know. No tears to cry. Hold up again. Hey, yeah, yeah. Baby, I want to go. Baby, I don't need to know. No tears to cry. Hold up again. Hey, yeah. Vì ai đã bước đi mãi không về, vì ai nỡ quên bao câu ước thề. Tôi cách chỉ người muốn xa đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vui lắm hy vọng, chẳng còn dấu yêu cho ai mơ mộng. Giấu hết nỗi buồn, gạt đi giọt nước mắt. Sáng kia em có thấy giữa lòng ngược mình ao khi nhớ ai, thì đừng vội khóc hay xiết tay anh nơi em bình yên. Đừng hôn nhau môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao. Đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể phủ về. Đừng nhìn nếu trước ấy anh ta nói rằng mình ông xứng đáng với. Thì đừng vội khóc, anh vẫn ở đây cho em bình yên. Chạm khẽ thêm anh một chút thôi, mai xa rồi. Xin cảm ơn Vũ Công Kim Anh và Vũ Đoàn Ô đã hỗ trợ cho Hoàng Lâm trong tiết mục này. Cái phần mở màn này không biết rằng với các vị giám khảo có cảm giác ấn tượng hay không, mà thấy bây giờ Trấn Thành ngồi thẫn thờ hết rồi. Xin mời Trấn Thành. Ngạc nhiên chưa? Rất ngạc nhiên. Tôi có xúc động đấy nha. Bây giờ chúng ta tách ra hai phần, phần diễn với phần âm thanh ha. Nếu mà nói về giọng hát, chất lượng âm thanh, cao độ, trường độ, về cái độ giống, thì hôm nay giọng hát của bạn là một bước tiến rất lớn, gần như hoàn hảo. Có nghĩa là bạn hát bằng cái sự suy nghĩ là mình là nu để mình đẩy chữ ra, chứ không phải là mình đang bắt chước. Bạn bắt đầu biết dùng hơi để tống ra, biết phát âm những cái mà yêu thương ngọt ngào. Bắt đầu biết buông nhẹ, và đặc biệt là tôi đề cao những cái nốt giọng giả thanh lên rất là đầy đặn. Nó thiệt là xuất sắc lắm. Âm thanh của bạn phát ra rất đẹp hôm nay. Tôi nghĩ là bạn sẽ còn tiến xa lắm, tại vì bạn hát live quá tốt, mà đẹp trai nữa. Bây giờ về phần diễn, vì hôm nay bạn lỡ tập trung vào giọng hát quá nhiều, nên cái mặt diễn á, nó bị tập trung quá. Mình phải giãn cơ mặt mình ra một tí. Nu Phước Thịnh là phải có những cái cười nửa môi, kiểu mà nhếch miệng lên tí, nhìn khán giả hất hất cái đầu, cái e của người ta vậy. Tại vì nu là dạng nam thần mà, hút người ta bằng những cái ánh nhìn đó. Thì bạn thiếu mấy cái đó, mà cũng khổ, vừa nhảy vừa hát cũng mệt chứ. Thành thử ra thôi, hôm nay hay quá, xí xóa cho phần đó. Đối với tôi, hôm nay bạn rất tuyệt vời. Xin cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn anh Hoàng Nhật Nam, trong cái bài này kết hợp hai cái bài á, một cái tông rất là sâu ở cái bài đầu, rồi sau đó lại cũng sôi động phô diễn những cái về vũ đạo, tương tác về sân khấu với khán giả của Nu, rồi sau đó lại trở lại cuối để mà kết lại rất là êm, giống như một cái mạch trọn vẹn đó. Ban đầu vào thì anh rất là thích cái đoạn em hát tự sự, sau đó em trình diễn và mình nhảy, mặc dù em vũ đạo rất là đẹp và rất là chắc, nhưng mà những cái động tác tay hay là những cái hắc mặt hầu như anh không thấy ở em. Nhưng mà còn cái phần sâu, cái diễn nội tâm thì anh nhận thấy là em cũng có những cái nét tương đồng. Cái phần trình diễn vừa rồi nó cũng rất là nhiều cảm xúc,
đối với anh. Dạ. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không, nhưng mà thật sự thì hôm nay em ngồi em nghe em thấy là đúng là bạn tiến bộ rất nhiều luôn. Đó. Hát rất giống luôn. Có đúng không dạ chị Minh Tuyết? Thật sự chương trình này khó hơn chương trình em đi thi bình thường. Mình lại phải làm một người khác mà phải làm thật giống. Chị rất là khen tất cả các thí sinh trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cho một tràng pháo tay cho tất cả thí sinh. Điều thứ hai chị khen ở em là như thế này. Em nhảy vũ đạo nhưng cái nốt em không bị chênh phô. Điều thứ ba nữa là cái cách em lấy hơi, cái khẩu hình của em đạt tiêu chuẩn để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ nói đến phần là Ca Sĩ Thần Tượng, mình giống thần tượng nha. Chị cảm thấy rằng là em có cái sự hoang mang trong cái biểu diễn của mình. Từ trên nét mặt cho tới phong cách của em, từng bước đi của em. Thì chị vừa coi Nu Phước Thịnh xong tức thì trong lúc make up thì chị nghiệm ra được một cái điều này. Thì có thể là sẽ giúp cho em nè. Nu đứng trên sân khấu rất là tự tin về cái đẹp của mình. Nếu mà em càng cố làm cho mình đẹp thì em sẽ không giống Nu. Em thả lỏng một chút xíu. Và Nu lúc nào đứng một chân khuỵu và một chân thẳng. Và cái người của Nu sẽ nghiêng ra một bên. Đây nè, cái kiểu nó gì nè, nó thi phạm cái, liền. Cái tóc Nu đứng á, đúng rồi. Nu đứng ví dụ là khi mà Nu làm á, cái chân của Nu khuỵu ra là lúc nào mặt Nu cũng vậy nè. Dạ. Yeah. Nu rất là kiểu vậy là thích cái cầm lại hay là... xíu. Có nghĩa là có là cái sự thoải mái của Nu á, phải tin mình đẹp. Phải tin mình đẹp. Mà Tuyết ơi, thật ra bạn này bản đẹp mà đúng không? Thật đẹp mà, đẹp trai. Chừng nào mà cái mặt em danh nghĩa mà em cố tình trời ơi, tin mình đẹp gì nhiều khi anh ơi. Cái chỗ này thường là chương trình hay sử dụng cái hiệu ứng hoặc là dao đâm rồi hoặc là bị đóng băng rồi hoặc là sét đánh thì kia đó. Như lúc nãy chị Minh Tuyết có nói là hãy tự tin vào cái nhan sắc của mình, mà sao mỗi lần em tự tin vào nhan sắc thì em bị anh Trấn Thành đánh dập là sao nghĩa? Điều khi cái đó người ta gọi là ganh tị đó em. Đúng rồi, tại mình đẹp quá mà. Mình có thể tiếp tục bình luận được không giám khảo? Hỏi nốt đi nào, hỏi fan nữ của Nu. Người chị thân thiết dành tình cảm cho Nu rất là nhiều. Có một điều công tâm là em đã có sự thay đổi, tiến bộ. Em bắt đầu đã sử dụng âm bậc của Nu. Hôm nay em chỉ bị về cái thần thái. Và một cái nữa, em không tương tác với bạn nữ. Còn một cái chi tiết nhỏ này, chị nghĩ là nó không có liên quan lắm, nhưng nó không làm cho mình được đẹp. Đó là cái tư thế ngồi của em. Cũng cái tư thế chống tay như em làm người ta cảm thấy nó bị gượng. Em đang gồng. Cái chỗ đó theo anh là em cứ nằm sủi dài đó chứ. Để cho em hiểu rõ đơn giản là ví dụ như người ta, nếu mà người ta thoải mái tay người là ta nó sẽ khác tư thế này. Tay trời ơi. Không. Con Nghĩa của em nè. Đó anh... Rồi vô Nghĩa ơi. Cho em ngưng nha. Cho em ngưng nha. Cho em ngưng thì bạn nha. Trời ơi. Trời ơi. Tết. Dị ứng thức ăn. Trời ơi. Thế thịt mỡ rồi nó tràn ra muốn xỉu. Mỡ đâu? Cái gì gọi là mỡ? Thí dụ ngồi thoải mái người ta sẽ ngồi okay. Vậy. Còn ổng bị vậy nè. Em cái bị tay ổng quắp vô vậy nè. Cũng thì em chống cái tay nhưng em nằm em ngồi mà em chống vô như vậy thì làm sao bị gồng. Nó phải đi ra như vậy thì nó phải đi ra nó thoải mái của tay quắp vô em liền. Thôi bây giờ nó nghe nè, miễn sao nó đẹp thôi. Như xuống đây ngồi tin. Trời ơi cái gì vậy? Em nói nghe nè, đây không phải Vũng Tàu mà phơi nắng vậy nha trời. Đẹp nó vừa mới ra, nó ngồi nó tạo dáng, nó chưa hát tiếng nào thôi. Tôi nghe rõ ràng với khán giả kêu trời đẹp trai quá. Đúng rồi. Vậy được rồi. Không, cái này chỉ nói thật, nói cho em thôi. Bí thiệt. Nên bây giờ tôi túm lại đơn giản thôi. Mình đạt đến đỉnh cao cao nhất là khi mình tập trung như không tập trung. Diễn như không diễn phải không? Yes. Nói là nói để bạn tiến bộ thôi, chứ bản thân phần trình diễn vừa rồi là hay. Cảm ơn Trấn Thành. Công tâm như vậy à. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa em người nơi xứ lạ, cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thua
thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Chúng ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống với Trường Vũ lắm luôn. Cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ ngước nhìn lên, ừ nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á, tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng, nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à, còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều, thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được, thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao? Để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái amo nhiều quá cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn, đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó nhưng mà nó không có đã bằng cái vòng 2. Cái vòng 2 chắc có lẽ là một mình hát á,
mình thoải mái hơn khi cái bài đó mình quen thuộc nữa, mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Ở đây chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chi vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oan trách nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em đừng vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cùng tình mình xem như là cơn gió. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng vẫn đau nhìn về những ngày xưa. Ngày xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành trốn sâu trong đi một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Chỉ còn hai chúng ta, nói ra đi những suy tư buồn phiền. Ngại ngùng chỉ vì ngày mai cách xa, sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tình ơi, dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình xem như là cơn gió. Người ta đã không sống được với nhau, thì đành chỉ đây những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng vẫn đau nhìn về như ngày xưa. Tình xưa kia cũ sẽ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi đi. Người tình ơi, ta đã không sống được với nhau, thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao, lòng hoàn đau nhìn về những ngày xưa. Xưa nghĩa cũ chứ không bao giờ lãng quên, dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Ôi đành trôn sâu trong đi một cuộc tình đau, giọt nước mắt khóc cho người đi. Xin cảm ơn phần trình diễn của hai thí sinh Tiến Thành và Hoàng Đệ. Thấy chị Minh Tuyết chỉ cười suốt cái phần trình diễn của hai bạn luôn đó. Chị Minh Tuyết, chị nhận xét thế nào ạ? Chị đây chị đau quá à. Chị đau vô cùng luôn vậy đó. Thấy đau khớp quá không chị? Mà tự nhiên cái mặt chị nó dặn theo em luôn á. Không biết sao nữa. Mà nó làm chị không phân tâm vô cùng. Chị không thể nào mà để ý đến tất cả những cái điều khác xung quanh được hết. Khi bạn hát giống như cái đèn cầy mà bị đốt nó chảy chảy dần ra rồi. Sao nó ngộ lắm, nó cái chao đảo mà nó sao á. Anh Thành này hình như là anh bị hóa thân vào anh Phương luôn, anh không còn là anh nữa. Không, cho nên là nhưng bây giờ... mà phải bình xíu nha. Thật ra ngoài đời Khánh Phương á là dứt khoát giống như cái bạn Hoàng Đệ hả? Giống Hoàng như bạn đệ hơn. Chứ Phương không có ẹo tới mức độ. Nói chung là bây giờ tôi vẫn còn rất là hoang mang nó chứng thành nè. Tôi vẫn không biết là cái đúng cái Thành nào là đúng đi diễn đó. Với Phương rồi, thật ra Phương á là hay bây hay. Giờ Thành làm đi Thành. Đó,
Phương, Phương hay giúp hát quá. Còn là chỉ trên con hai chúng ta, chứ không có tới nào mà hẹo mà mà giặt xé mà à, cái gì không có mà tí quyền như vậy. Con Thành giống như bị lặt lìa. Phải không? Cái gì mà ông đó từng chút. Người ta là đau khớp thôi, còn Trấn Thành làm là bị tháo khớp luôn rồi. Bài này thấy bạn lịnh lắm, động tác dứt khoát, mà bài này tiết chế giọng hát luôn, nói cái là kiểm soát liền hát, rất là hay, rất là giống luôn. Cái màu giọng trong cái cách hát, cái giọng của em á, em bám sát Khánh Phương không có rời được một cái đoạn nào hết. Đúng luôn. Dù cho em có quằn quại cỡ nào em vẫn không có bị lệch ra khỏi cái vũ trụ. Cái màu còn sắc, ví dụ như cái bạn đệ thì từ lúc ở những cái vòng đầu thì nó không có ổn, ví dụ như là có khi nó lại được, có khi nó không được. Và giống như cái vòng 2 thì nó không có, chị nói là giống như nó không có cái độ xè xung quanh nó bao á, thì cái vòng 3 này là bạn có sự khắc phục. Còn em là dù cho em quằn quại cỡ nào em vẫn bám trụ vững cái đúng, cái cách hát, cái màu sắc, cái cách phát âm ra, cái đừng cái độ xè độ khè gì của Phương là em rất là giữ vững. Ok. Thương cái cậu bé mà đệ này ghê á, cậu Hoàng đệ này cậu hát rất là tập trung, lần này thấy bạn rất là quyết tâm luôn. Tôi rất là thích cái cách mà cải thiện bạn trong một thời gian ngắn mà bạn cải thiện mà thấy rõ luôn á. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh với tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hai mình hai lối, biết thương nhau mà thôi. Dậy lên, dậy lên, dậy lên. Âu thơ đi về đâu để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ăn tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Thuở ấy chúng ta chung một mái trường, xa xôi kỷ niệm áo trắng thời học sinh. Bôn ba tứ xứ người muôn nẻo, đường đời gặp lại nhiều buồn vui. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Anh
như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi, hai người hai lối biết thương nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi, mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Xin cảm ơn phần mở màn của bốn thí sinh. Không biết là giám khảo có nghe ra được các thí sinh của chúng ta đang thể hiện giọng hát của thần tượng nào anh, hay không? Em ngồi dưới đó, em thấy anh Trấn Thành, em hay để ý anh Thành lắm. Anh Thành mà mỗi lần mà ai mà hát mà vừa bụng mạnh. Tại sao giống đây, như anh dạy người ta hát gì đó. Tại sao đây bốn người em không để ý ai hết mà em để ý Thành? Không phải, tại vì anh Thành luôn luôn có một cái điểm nhấn lọt ra ngoài ban giám khảo. Ủa em nói cái gì, em mới nói gì hả anh Thành? Em nói gì sai sai? Ý em nói là giám khảo mình lố đó phải không? Không, cái đó là anh nói chứ không anh phải em nói. Anh dịch lại lời của em thôi đó. Khá như nó nói rất bình thường, nhờ anh dịch nó mới lố đó anh Nghĩa. Trời ơi trời, mà sao mà tự nhiên dùng một cái từ mà điểm nhấn lọt ra ngoài. Thiệt, nhìn anh nhấn cái gì mà lọt ra ngoài. Giám khảo người ta ngồi điềm tĩnh nè, chị Ly ngồi là anh Hoàng Nhật Nam ngồi. Em tưởng Minh Tuyết chắc khép nết lại lắm à. Trời, chị Minh Tuyết thì tạm thời em chưa thấy là chị bỏ qua cái điểm nhấn của nhan sắc. Anh nói em nghe, Minh Tuyết là bữa nay bận một cái váy tè nên Minh Tuyết không tiện bung thôi. Dạ. Chứ Minh Tuyết từ nãy giờ là xém phóng lên trên kia đèn cho áo bông hung rồi đó. Dạ. À, tại sao ạ? Tại sao giám khảo lại hào hứng với phần thể hiện vừa rồi? Giám khảo đã nhận ra giọng hát của ca sĩ thần tượng nào? Hãy hỏi Tuyết. Hãy hỏi Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết rơi đi Tuyết. Tuyết đã nhận ra cái người đầu tiên bận áo bông ấy là anh Ngọc Sơn. Cái người thứ hai cũng là anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà còn hai người này đó thì rất là phân vân, có chút chút Trấn Thành thì cảm nhận là chú Chế Linh đúng không? Chế Linh chút chút giống Trường Vũ. Không. Tại vì thế này nè, anh Trường Vũ cũng là đệ tử của chú Chế Linh. Đúng rồi. Dạ. Thì từ chú Chế Linh mà ra hết. Dạ. Nhưng mà với cái âm sắc của hai cái người này từ nãy giờ đó thì thật sự thì Thành thấy giống chú Chế Linh nhiều hơn. Ly thì lấy Trường Vũ đấy. Như vậy là bây giờ Trấn Thành cho rằng là chú Chế Linh. Linh. Chị Ly cho là Trường Vũ, chị Vũ. Tuyết là Lưng Lửng, Linh Vũ. Dạ. Anh Hoàng Nhật Nam, nghĩ mình rằng phá băng đi nè. Hai bạn kia là giống anh Ngọc Sơn là rõ ràng rồi ha. Dạ. Trong hai người còn lại thì thí sinh này á, là giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Số 3 hay số 4? Số 4. Số 4. Số 4. À, giọng nghe nức nở mấy cái đoạn đó nó ướt ướt trong cổ thì rất là giống với anh Trường Vũ. Có thể bạn kia là Chế Linh. À, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng bạn số 3 là Chế Linh, số 4 là Trường Vũ. À, tức là cũng đi nước đôi giống như Minh Tuyết vậy đó. Dạ dạ. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ mời hai bạn ấy nói về cái nhân vật thần tượng mà các bạn đang hóa thân để chúng ta biết chính xác là ai nha. Bạn số 3, bạn đang hóa thân thành nhân vật ca sĩ thần tượng nào? Em thì thần tượng cả danh ca Chế Linh và danh ca Trường Vũ. Chính vì vậy mà cái cách hát của em thì nó mang cả hai cái màu sắc của cả chú Chế Linh và của cả danh ca Trường Vũ nữa. Một câu trả lời nó cũng bùng binh không kém. Thôi đủ rồi. Dạ, và dạ, cuối cùng là mình quẹo vô đường mình chính. Mình quẹo vô đi nè. Mình quẹo vô đại lộ nè. Với ca khúc này thì cả em và cả Võ Duy đều thể hiện với cái âm sắc giống như là ca sĩ Trường Vũ. Chị Tư dạ. Chính xác. Vậy mà mình cũng phải hỏi cái bạn số 4 đúng một chút. Đúng rồi, đúng rồi. À, có nhiều khi bạn số 3 nói giùm nhưng mà nói tôi quá bù rồi đúng không? Rồi bạn số 4, mời bạn ạ. À, em thì hóa thân vào Trường Vũ. Thì hai anh em đã tập duyệt với nhau và hôm nay ra đây để biểu diễn, để thi. À, cảm ơn em. Đó chính là danh ca Trường Vũ. Bây giờ thì mời các vị giám khảo nhận xét về phần trình diễn của các thí sinh chúng tôi vừa rồi. Mời chị Minh Tuyết. Để mình nói về hai bạn số 3 và số 4 ha. À, thực sự đối với Tuyết thì Tuyết thấy hai bạn hát không giống anh Vũ. Tại vì anh Vũ ảnh không có miết chữ nhiều như hai bạn miết. Và cái giọng anh Trường Vũ nó có cái chất nhựa nhựa, nó rõ ràng từng chữ. Còn chú thì nó lại tự sự từng chữ. Hai người khác nhau ở chỗ đó.
thì Tuyết lại không thấy các bạn có được cái điều đó, và các bạn có vẻ là bẻ chữ nhiều hơn là anh Trường Vũ. Cho nên đối với Tuyết, Tuyết nghĩ rằng là hai bạn hát không giống anh Trường Vũ. Còn về hai bạn số 1 và số 2 thì bạn số 2 Tuyết nghe ra đôi lúc bạn có những câu hát nghe ra được là giống của anh Ba Ngọc Sơn, nhưng mà để mà nói là giống gần như là 99% thì Tuyết chọn bạn số 1. Bởi vì bạn số 1 có những cái âm phát ra và những cái câu ngưng cuối đuôi rất giống anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ mời bạn số 1 giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nha. Dạ em là Ngọc Khang. Hiện tại em cũng là đệ tử học trò của thầy Ngọc Sơn và cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. À còn bạn số 2, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trùng Vương và em cũng là học trò của thầy Ngọc Sơn. Một lò đi lò thi ra, một nhà. Lò đi ra. Anh Ba Hiển Linh. Mời giám khảo Cẩm Ly. Mình cũng đang muốn nói với bạn số 3 và số 4. Có nghĩa là mình chưa có giống lắm. Đó là mình phải nghiên cứu kỹ lại nếu mình được vào vòng trong. Ở anh số 4 thì mình hạn chế tí xíu là tại vì mình bị luyến lấy nó nặng nhiều quá. Tôi dùng từ là mình trao chuốt nhiều quá, từng chữ thì nó lại không ra. Còn ở anh số 3, cái chất giọng của anh rất là hay, rất là dày, rất là trầm, nhưng mà nó chưa ra những cái nét đặc trưng của cái người thần tượng của mình. Tại vì thường thường nghe một giọng người mình thấy giống hay không á, mình dựa vào những cái đặc trưng của giọng hát để mà nhận định. Nhưng mà đôi khi cái giọng nó không giống lắm, nhưng có những cái nét đặc trưng mình sẽ nghe ra người đó là ai. Rồi thì mình đi vào hai bạn là phiên bản của ca sĩ Ngọc Sơn trước đi ha. Thì trong hai bạn về phần giọng hát thì các nữ giám khảo đã nhận xét rồi. Thì ai cũng có ấn tượng về bạn số 1 đúng không? Ngoài ra bên cạnh giọng hát thì bạn còn thu hút bởi cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình nữa. Tức là anh Ba Ngọc Sơn dù hát những bài buồn hay là những bài tình cảm chậm thì anh Ba vẫn giống như người bên trong của ảnh vẫn rất là nhiều năng lượng. Cho nên ảnh vẫn không thể nào đứng im một chỗ, ảnh sẽ nhúc nhích và di chuyển nhẹ, rồi tay của ảnh, đặc biệt là cái tay không thôi thể hiện những cái động tác cứ đưa lên đưa xuống thôi. Nhưng mà cái động tác của ảnh đưa rất khác những ca sĩ khác nha, đưa rất là có vẻ ngây ngô, hồn nhiên và đúng phong cách của ảnh. Nó không phải là đưa điệu như này như kia, và nó thể hiện ảnh nghĩ gì thì ảnh sẽ thể hiện vậy, ảnh không quan tâm cái phong cách của ai khác cả. Và bạn thứ nhất là vậy. Còn bạn số 2 thì anh thấy em còn hơi đứng đắn và đỉnh đạt quá. Anh nghĩ phong cách của em nó sẽ hơi sang trọng theo kiểu quý ông á. Còn hai bạn bên này thì anh ấn tượng với bạn số 4 hơn. Cái phong cách của em có tình cảm trong cái độ biểu diễn, mặc dù là chỉ đứng một chỗ thôi. Và theo như bạn số 3 đang nói đó, tức là em đang hát theo cái cảm thụ của em. Nhưng mà cái đề bài của chúng ta trong cái những vòng đầu này, chúng ta phải hát giống thần tượng trước đã. Thì anh rất mong muốn là những tiết mục sau mình sẽ giống hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Hoài Nhật Nam. Mặc dù ba vị giám khảo vừa rồi đã nói rất nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng Trấn Thành vẫn còn rất nhiều điều để nói. Em nghĩ rằng anh Trấn Thành á, khi mà đến với anh Trấn Thành thì thí sinh sẽ được nhiều chiêu. Em tự phong cho anh là Thánh Chiêu. Và ngay bây giờ mời anh chia sẻ. Mời Thánh Chiêu chiếu các em đó đi. Và đây, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bạn thân mến, đến với một cuộc thi như thế này, chúng ta một là phải phô diễn giọng hát hay giống với thần tượng của mình. Hai là nếu như trời sinh ra cái giọng mình không giống với thần tượng thì ít ra như chị Ly nói là các bạn phải tìm được cái đặc điểm thú vị, đặc trưng của giọng hát đó để gây cười. Cái đó tôi nói nghiêm túc. Đến với một cuộc thi như thế này, các bạn phải làm sao cho người ta bật cười vì trời ơi giống quá, thể hiện cái điều này thú vị quá. Thì anh Ngọc Sơn với lại anh Trường Vũ có những đặc điểm gì? Tôi nói ví dụ, đầu tiên nói về anh Ngọc Sơn. Anh Ba Ngọc Sơn thì bạn làm hầu như là hoàn hảo từ động tác tới những cái ngân. Đặc điểm của giọng hát Ngọc Sơn là vang. Nếu các bạn hát không có khoảng vang thì không phải là Ngọc Sơn. Và hát phải ngắt chữ ra. Này con yêu ơi, con hay nhớ. Rung 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 nhiều lên, vang nhiều lên và ngắt chữ nhiều ra thì đó mới là Ngọc Sơn. Và tay chân đúng như năm nó luôn rất hồn nhiên, đưa ra chúm lợi thục thò. Thí dụ em đang hát xuống hít đất càng tốt. Đó là Ngọc Sơn, ok? Lâu lâu hát xong gồng khoe chuột nữa. Đố em câu cửa miệng của anh Ba là câu gì? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đó. Ok. Nói cái chữ bé. Nói y chang vào luôn. Giọng rất giống.
Nói y chang cái xương luôn. Đó các bạn thấy không? Để ý thần tượng là phải như vậy, làm khán giả phân vân. Thì dĩ nhiên hai anh số 3, số 4 thấy là mình đã hơi có vấn đề. Thật ra chú Chí Linh với anh Trường Vũ mặc dù cùng một phong cách nhưng hai trường phái đã khác nhau. Ví dụ chú Chí Linh là giọng nhựa đại chữ mà hát. Ví dụ như là này là áo len, bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen. Cái giọng hát của chú giống như là caramel mà mình đốt nóng chảy ra vậy đó. Nhưng anh Trường Vũ, thí dụ như ăn caramel xong anh Trường Vũ lại là cái đời sau thì anh hay ở. Cái gì anh? Ở em, đặc điểm của Trường Vũ là ở. Mà ra là Trường Vũ nè, đầu tiên nè, mặt nè, phải vậy nè. Cũng giống như buồn ngủ à. Ngơ ngác giữa trời mặt đời. Mặt như mới bị ai bỏ vậy đó. Đúng, Trường Vũ là cúi xuống, ngước lên, mặt như mất số gạo. Kiếp nghèo mà, kiếp nghèo mà. Đó, Trường Vũ là con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề hồn sừng tai. Nó phải có cái ở đâu đó, dứt khoát phải ngắt chữ ra thì mới là Trường Vũ. Những cái đặc điểm đó là chiêu, các bạn phải để ý. Cảm ơn tất cả ý kiến từ các vị giám khảo và mong rằng các bạn thí sinh sẽ ghi nhớ những điều mà giám khảo vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Riêng bạn số 3 là có ghi nhớ lời giám khảo Trấn Thành nhưng mà giảm bớt khoảng 50% cái đoạn ở nha. Đúng rồi, anh Trấn Thành anh giới thiệu nha. Anh ví dụ như vậy nhưng mà qua cái sự mà nó hơi ấn tượng hơn tí xíu để mà có thể là các bạn có thể nhớ được và ghi nhận nó rõ hơn thôi. Nhưng mà thật sự thì khi anh Trấn Thành chia sẻ thì bớt lại 50%, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam chính xác ạ. Dạ, cảm ơn anh. Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say, lối em đi về trời không có mây, đường đi suốt mùa nắng lên thập đầy. Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai, lối em đi về nào anh có hay. Gọi em cho nắng chết trên sông dài, thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao, đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu, áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió lay, áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này, áo em bây giờ mờ xa neo mây. Gọi tên em mãi suốt cơn mê này.
Vừa rồi là một ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hạ Trắng, với phần dự thi của thí sinh Ánh Nguyệt. Nhìn gương mặt của các vị giám khảo thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây đều rất thổn thức với tiết mục vừa rồi, phải không ạ? Tan chảy. Giọng hát của bạn mang một sự hoài niệm da diết. Giọng hát đó không phải cất ra với cái âm sắc của cô Khánh Ly bây giờ, mà của cô Khánh Ly những ngày xưa, khi mà chúng ta còn nghe những cái đĩa than hay là những cái băng cassette. Và cái âm thanh của bạn á, cái màu của nó rất là retro, nó có cái màu nó rất là vintage, nó rất màu là cổ điển đấy. Màu cổ điển đó, nó ngộ lắm. Khi bạn hát lên, cái âm thanh của bạn tạo ra không gian, người ta hình dung được không gian. Và quan trọng là một trong những cái điều mà thí sinh khi thể hiện giọng hát của một người khác không bao giờ làm được, đó là chỉ nhái được âm sắc chứ không nhái được linh hồn. Hôm nay bài hát của bạn lại hoàn toàn khác. Bạn tải được cái hồn của bài hát rất nhiều. Nhắm mắt lại cứ nghe đúng như một danh ca hát. Và rất là giống với cô Khánh Ly. Chỉ có vài điểm mà Thành nghĩ rằng nếu như bạn thay đổi một tí là hoàn hảo. Là cô Khánh Ly sẽ không hát nối chữ như bạn nhiều. Bạn nối chữ này qua chữ kia đẹp quá, cô Khánh Ly sẽ hát ngắt ra nhiều hơn. Ví dụ cổ là gọi nắng cho tóc em cài, loài hoa nắng rơi, ngắt ra nhiều hơn một tí, dứt khoát hơn. Cảm ơn Trấn Thành rất là nhiều. Những cái điều mà Trấn Thành nói thì Đại Nghĩa cũng đồng tình luôn. Bởi vì khi mà nhắm mắt nghe Ánh Nguyệt hát á, có thể mình vẫn không nghe ra được cái giọng của cô Khánh Ly như bây giờ, nhưng mà tự nhiên trong đầu Đại Nghĩa lại hình dung ra cái không gian, cái bối cảnh của Sài Gòn vào thập niên 60-70 á. Khi đó cô Khánh Ly được mệnh danh như là nữ hoàng chân đất, bước lên một cái sàn gỗ, một cái bục gỗ nhỏ và cứ đứng thong dong và hát. Nó tạo ra một cái không gian làm cho mình cảm giác hoài niệm á. Chính vì thế, có thể là chưa giống 100% như những gì mà chúng ta mong đợi khi mà nghe Ánh Nguyệt hát với cô Khánh Ly bây giờ. Nhưng mà nó tạo cho mình những cái cảm xúc vô cùng đặc biệt. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc nãy thì anh Đại Nghĩa có nhắc đến danh ca Khánh Ly với cái mệnh danh là nữ hoàng chân đất. Tôi cũng đã đọc được cái câu chuyện này. Thì cô đi hát từ rất là sớm, từ năm 1960. Cái thời gian đó có thể là một trong những người chúng ta còn chưa sinh ra nữa. Thì trong một cái buổi hát trước rất đông người thì cô đã mang một cái đôi giày cao gót và rất là rung, và cô đã vịn vào vai của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Để mà bắt đầu chuẩn bị hát thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới bảo là buông tay ra đi và bình tĩnh để hát. Thì sau đó chị vẫn không giữ vững được bình tĩnh thì chị đã tháo đôi giày cao gót ra và đứng trên nền đất vậy thôi. Và hát trong cái buổi đó đến 30 đến 40 bài mà truyền cảm hứng được cho rất là nhiều người. Đó thì một cái câu chuyện nó cũng đơn sơ mộc mạc thôi, nhưng mà nó cũng nói lên được là một cái nữ hoàng của nền tân nhạc Việt Nam cũng đã bước đi những cái bước chân mộc mạc như vậy. Và thực sự đối với tôi á, tôi cảm nhận là hình như cái màn vừa rồi không phải là phần đơn ca của bạn đâu, mà đó là một phần song ca. Một phần song ca của Ánh Nguyệt và cô Khánh Ly. Tôi cảm thấy là trong chất giọng của bạn có những cái thuộc về của bạn nữa. Bởi vì nó có những cái rất là vang, sáng và rất là sắc bén. Còn đối với cô Khánh Ly thì có cái gì đó nó rất là trầm hơn. Và đặc biệt là lúc mà bạn hát cái câu gọi nắng đến cái phần giữa thì ánh sáng, những cái làn nắng nó tỏa xuống. Và thực sự tôi cảm giác là trong giọng hát của bạn có cái hào quang ở trong đó. Nó sưởi ấm cho khán giả rất là nhiều. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Và cảm ơn chị Ánh Nguyệt rất nhiều. Và hy vọng là vòng sau với những cái góp ý của giám khảo sẽ làm cho mình bùng cháy hơn nữa ha. Cảm ơn chị. Mà em ngỡ ngàng.
em đã yêu thêm một người khác dưới thản nhiên, sao có thể không biết là em học yêu bản thân thôi. Em thật quen với cô đơn, cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi. Anh tàn nhẫn bỏ em đi, không mang đến chút nghĩ gì, để em ở lại nhìn đâu cũng đau. Quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, Gửi Người Yêu Cũ. Bài hát này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2016 trong đêm nhạc ở Hà Nội, đêm nhạc có tên là Love Song. Và ngay từ khi ra mắt, bài hát này đã trở thành một hiện tượng trên các trang mạng xã hội. Và ngày hôm nay chúng ta đã nghe lại bài hát này với phần trình diễn của Đan Trang và Pascal Ngọc Tân. Với một tiết mục đặc sắc như thế này thì tôi nghĩ rằng là ai cũng muốn chia sẻ về cảm xúc của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một cái đoạn trước khi lên cao trào thì một trong hai bạn đưa tay ra và người còn lại nắm tay. Đoan Trang đưa ra rất là cương quyết, một cái sự tiếp sức vào á. Và sau đó là cả hai người, Đoan Trang bè cao lên, còn em thì cứ miên man trong cảm xúc, nó cứ lên. Và đúng là trong phần này nó không có sự tranh chấp nhau. Cái tinh thần của hai người đều là cùng dìu nhau, cùng bay. Đó là cái điều mà anh cảm thấy nó giá trị nhất của cái tiết mục này. Mà Nam biết sao không? Mình nhìn họ hát mình biết luôn tính cách của họ ngoài đời. Cô bé này ngoài đời sống rất cởi mở, có nỗi buồn em nói được cho người ta nghe, nên có niềm vui em biết cách san sẻ, em đưa tay trước. Nhưng cái cậu Tân này, nỗi buồn mà đến với em khó nhả ra lắm, đúng không? Em là người sống rất nội tâm, em có buồn cũng dám cho người ta biết, cái gì cũng nuốt ở trong, mới hát được kiểu đó. Mới nói chị Cẩm Ly y chang, rồi hôm nay anh gặp em, hai người cho anh cái cảm giác, cái feeling y chang. Nhìn Cẩm Ly với Minh Tuyết, chị Minh Tuyết có thể nỗi buồn đến với chị sẽ dễ dàng cho trôi qua. Chị Cẩm Ly nhìn thì có vẻ là hiền hậu, nhưng mà thật sự là một cái gì đó mà đến với chị Cẩm Ly á, chị giữ luôn trong đó, nhả ra không được. Cái điện nó chạm nhau. Nghĩa có nhớ Ly có hay tâm sự cái cảm giác mà tự nhiên xong một cái bài hát mà cái tim nó đập không? Dạ có. Bây giờ nó đang đập rất là mạnh, không biết nói sao cho Nghĩa hiểu ý đó không? Khi mà chị Ly chỉ xem một tiết mục nào đó mà nó chạm tới cái ngưỡng cảm xúc của chị á, thì tim chỉ đập mạnh và chỉ gần như chỉ không biết nói cái gì không nữa. Không có thở được. Đây nè, dân gian có một từ để diễn tả à. Sướng. Chị phải nói liền, tại vì cái cảm xúc nó đang dâng lên. Thực sự bản thân chị từ lúc mà những ngày đầu Hà vào nghề, chị vẫn thích ở Hà giọng hát về tình cảm, về phần hồn rất là nhiều, mà không phải ai cũng có thể có được. Mà đặc biệt trong giọng Hà có một cái sự từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nó da diết, nó rây rứt, nó bùng nổ, tất cả đều có trong Hà. Và cái cách hát của Hà là cái cách hát tự sự, từng câu như nói. Và hôm nay khi tụi em hát cái bài này, chị càng thấy phấn khích, và chị tìm thấy được, chị nghe được, chị cảm nhận được. Chị mới hỏi trước Trang là chỗ cái đoạn mà đúng ra là em phải hát, sao em không hát vậy? Dạ, tại vì em thấy bạn lỡ cảm xúc mãnh liệt quá, và cái điều đó rất là quý giá, nên em muốn được bè cho bạn.
Tại vì lúc đó chị thấy đúng ra Tân nhìn qua và em lắc đầu. Và rất là hay là Tân đi luôn cái mạch cảm xúc đó. Và từ cái mạch cảm xúc đó là lên cái tông nữa, là bắt đầu Tân đẩy cái cung bậc thăng hoa lên. Tân, chị không có biết nói gì hết, chị muốn ôm em kể thôi. Thực sự ra ở em thì trong cái bài hát này, cái cách hát của em nó rất là tinh tế. Trên cái gương mặt, cái biểu cảm của em, tất cả chị thấy được những cái nội tâm bên trong, khiến cho tim chị đập 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 rất là mạnh. Cảm ơn chị. Ok, ca sĩ Minh Tuyết, em thấy chị dính sát vô ghế mà chị giống như chị ngừng thở luôn á. Chị gồng người như thế này nè, cảm xúc của chị lúc đó như thế nào ạ? Tân lại làm rất đúng và rất giống những gì chị nói với Đan Trang có dòng trước. Hà hát cái câu như là vì em yêu, yêu đôi muốn em che hết. Chị hết, em hiểu không? Em che hết cái sự nó nức nở. Tân đã làm được những cái đó mà chị cảm thấy nó sướng quá. Chị thấy sướng quá. Vậy câu cuối cùng là cái câu gì nè? Chị thế nào? Nếu như không mạnh mẽ thế nào? Em biết phải thế nào? Đúng rồi. Đó, giống như nó sâu từ trong trái tim ra. Và người ta nói là bắt chước cái bề ngoài nó dễ, nhưng bên cái trong nội tâm nó mới là cái điều khó vô cùng. Đúng. Và Tân đã làm được điều đó. Và cũng nhờ Đan Trang bè cho Tân nên đẩy cái bài hát này lên tới tột đỉnh và cao trào. Cho nên tiết mục này phải dành một tràng pháo tay thật lớn cho cả hai bạn. Hai bạn cộng lại chia đôi sẽ ra một phiên bản tuyệt vời của Hà Hồn. Đan Trang có sự giải phóng của cơ thể. Nhưng mà thật sự ra đó, em không giấu được là em vẫn là một cô bé tuổi còn rất nhỏ. Nghe anh nói ở vòng trước nên em làm tốt hơn ở vòng này. Chứ nó không đến từ nội tâm của em. Một động tác khi đưa ra mà có nội tâm nó khác. Hiện nay em đang vẽ được hình tượng Hà Hồ trên sân khấu nhưng chưa vẽ được bên trong. Họa hổ, họa bì nan, họa cốt là như thế. Nhưng mà hôm nay Ngọc Tân làm anh rất là bất ngờ. Ngọc Tân hát bằng sự cảm nhận của Hà Hồ. Cái cách nhả chữ của Tân, từng chữ một ngắt nghỉ nhịp rất hợp lý. Đó là cái điều mà bé Đan Trang rất vội vã lướt qua. Vì em chưa có trải nghiệm về điều đó. Em phải hiểu, em mới đủ sức để chậm lại giống Tân mà không trễ nhịp câu sau. Cái đó là cái khi người ta đã cảm nhận, người ta ngấm mình vào trong âm nhạc mới làm được. Nhưng Tân lại thiếu cái sự giải phóng cơ thể. Nhắm mắt lại sẽ rất tuyệt vời, nhưng mở mắt ra thì thấy Tân hơi nhỏ bé so với những gì Tân đã làm với giọng hát của mình. Vì vậy hãy thoải mái hơn một tí nữa thì người ta cảm nhận Tân nó tuyệt vời y như giọng hát của mình. Nói một hồi em tưởng tượng này giống như là bên đây là cái vỏ bọc bánh bao, còn bên đây là cái nhân bánh bao. Cái vỏ hay cái nhân cái nào sao cũng phải ngon. Giờ? Dạ. Thì mới tạo thành một cái bánh bao ngon được đúng không ạ? Với cái tâm hồn ăn rồi. Uống à. Dạ. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai em đã có một màn trình diễn quá thành công. Chúc mừng hai bạn. Đại Gia Đình ơi. Hôm nay Đại Gia Đình có khỏe không? Đại Gia Đình có vui không? À chính vì hôm nay Đại Gia Đình rất là vui. À, Ngọc Sơn xin gửi đến cho Đại Gia Đình một khúc rất là vui. Cái khúc đầu mang tên Giận Hờn 2. Cớ sao chúng mình không còn chung bước? Khi biết đôi mình vẫn còn nhìn nhau không nói nên lời mà như đã cách xa vời, có ai biết được tình yêu là thế. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới, ai biết ông trời làm lệ rơi. Tại anh không đến nơi hẹn để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu tìm trong giấc mộng
để lòng mình sao còn ngần ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Trong ngồi để người ta chờ rồi ngóng trông hoài, nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu. Lòng buồn thiếu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu tìm trong giấc mộng để lòng mình sao còn ngần. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ. Giận hờn. Giận hơn nghe hay quá. Bữa nay tôi giận mấy người nha. Mấy người là cái sự mong đợi của tôi dữ lắm đó. Bữa nay tôi giận mấy người dễ sợ luôn vậy đó. Cái động tác tay chân bạn bắt đầu nó không đi với nhạc, có nghĩa là nó vẫn là những động tác đó nhưng nó không vào đúng cái câu. Cái mình thấy cái động tác đó nó bị vô nghĩa. Phải làm cái động tác này nọ mà làm sao mà nó đúng với cái câu nhạc đó nghe thì cái động tác nó mới có ý nghĩa. Tại vì những động tác lần trước bạn làm nó hợp vì nó là nhạc nhanh, còn đây là nhạc tình, nhạc buồn, bạn phải làm sao cho vừa phải lại và tìm những động tác mới của anh Sơn. Để tại vì anh Ngọc Sơn đâu phải lúc nào cũng chỉ có những động tác đó đâu. Cái đó tôi hơi tiếc cái đó, tại vì mình thấy nó không có cái động tác, không khớp với cái tâm trạng của bài hát. Cái thứ hai, bên hát phù quá, chắc nhiều khi hít đất quá rồi cột hơi nó gãy hay gì phải không? Ông vô ông hít cho dữ vô rồi nhiều khi nó trượt rút cái nách nó co lại rồi ca nó bị quéo hay sao? À, hát bằng cổ họng chứ hát bằng nách đâu. Ông làm gì mà quéo cái nách là hát không được. Cái đường nách nó quéo cái nó cản cái đường hơi lên không được. Bộ hơi nằm trong nách sao mà lên không được. Đây nè, nó từ dưới bụng cái nó lên đây thì nó qua đường nách bị khựng. Ủa, anh nói vậy cái dở nách ra hát cao rồi. Không, cái cơ nó rút cái làm như nó đau ca bữa nay phô quá. Thiệt. Cái thứ hai, không có tình.
mấy lần trước khen hát rất có tình. Lần này hát cái bài này là một cái bài nghe là phải mùi mẫn với tình, phải rót mật vào tai, phải cho người ta thấy cái tình cảm của người đàn ông dành cho cái người bạn của mình đang nói chuyện nha. Thôi lần sau mình đừng giận hờn nữa nha em. Anh Sơn anh được cái là anh giỡn cỡ nào giỡn, anh cất câu nào vô mà đã hát tới nhạc tình một cái là nó mùi, trời ơi, tan chảy ra được với anh. Còn bạn hát bài này bữa nay không có tình. Cái giọng âm sắc thì vẫn y chang ảnh thôi, nhưng mà cái hồn không có, bên trong cái hồn không có. Với lại á, bạn hiểu không, khi cái bạn làm cái khúc cuối, tôi nói cái đó là cái tuyệt chiêu của bạn, đáng lẽ bạn phải gây một trận cười rầm mầm mầm cho sân khấu, bạn không làm được. Đó là cái vụ mà thả cái micro xuống rồi ra hết đất. Tôi nói nếu mà bạn làm đúng là người ta cười bò ra sân khấu, có nghĩa là bạn phải làm cho cái mạch cảm xúc nó đang trơn vậy nè. Mà làm cái đó anh Sơn tại sao anh thắng? Tại vì anh làm cái điều đó đến từ bên trong. Có nghĩa là anh làm như vậy là anh tin cái điều đó là cái điều hay ho thiệt. Và anh làm người ta nhìn nó rất là đáng yêu và buồn cười. Tôi nói ví dụ, khi để cái micro sát xuống đất rồi, âm thanh vẫn phải vang mà cả khán phòng phải đủ nghe. Ví dụ là: Này con yêu ơi, con hãy nhớ. Bạn hiểu không? Có nghĩa là cái âm thanh của bạn phát ra, micro nó nằm dưới này mà cái âm thanh đó, mọi người ở đây cả phải nghe được thì người ta mới thấy là à đây là Ngọc Sơn nè. Hơi người ta có, người ta muốn thả gì là cho ta thấy ừ hơi ta tràn đầy nè. Xong rồi còn hơi nghe hít đất trời. hiểu không? Đó là anh Sơn, anh muốn cho mọi người thấy là tôi còn khỏe và anh đến từ bên trong. Còn bạn ra bắt chước rồi ra hít đất như con dế mèn. Hiểu chưa? Dạ. Cái này trời ơi, bạn muốn bắt chước một người nào phải đến từ bên trong. Trời cái ơi. Này cái này là Binh nè, bây giờ Binh nè. Binh không? Đúng Binh. Rồi, tôi với bà Ly Binh nè. Binh. Có ngồi nghĩa là tại chỗ đi. Vào đây tôi ngồi, ông mê lắm, ông mê lắm, ông hậm hực, ông chờ đợi cho nên tôi bây giờ ông đi vỡ, ông đi vỡ mộng. Tôi thương lắm. Có nghĩa là Khang, tại vì mấy vòng trước á, nói chung là cũng là anh này, anh cũng đòi hỏi chúng ta phải có những cái đặc tôi nói đi em, tôi nói đi em tiếp lời tôi. Đặc trưng của anh Sơn và của anh này anh nọ, cho nên là hôm nay em phải làm hai cái chiêu đó để đúng là anh Sơn có làm. Nhưng để mà Thành nói có được như anh Sơn mà nhớ, trời ơi đâu phải ai cũng làm được đâu. Phải không? Cho nên là em nó chỉ làm theo một cái như là bắt chước là sẽ có những cái đó để cho anh Thành coi. Đó, không nhưng mà là... lỗi của ai Tư? Thì lỗi của anh Thành anh đòi hỏi nhiều quá. À, à đúng. Vậy đi. Đó. Hai chị em tung hướng ngọt ghê trời luôn ơi, ha. Trời. Cho nên chị là em đáp anh được trời ơi luôn trời, đó. Cái gì vậy? Ở đây là bà hai em đưa bà chị suốt luôn vậy đây đó. Đây là hai bà chị, tôi là lọ len. Đây là hai bà chị. Không. Anh đọc. Cái này là chị bên em thực sự em muốn làm nhưng mà đâu có phải ai cũng như anh Sơn có thể buông micro rồi vẫn còn cái giọng mà nó vang như thế rồi còn hít đất như đó, nhưng mà em làm, nhưng mà tại vì hôm nay em bị như nè. Chị nghĩ không biết là câu đầu tiên khi em vào em hát, em có biết là mình đã có vấn đề không? Mà đặc biệt là bài này hôm nay là hoàn toàn cả một bài luôn chứ không phải là một đoạn nữa. Em hát hoàn toàn là nhạc, em là em, không liên quan luôn. Và những cái đổ hộp của anh Sơn hôm nay là nó hư hết luôn. Coi như là nó bị lạc hẳn luôn xong. Chị với chị Đức cứ cố gắng nghe, nhưng mà nghe là không phải là nhạc ấy mà là do em hát. Nó cứ bị lạng mà nó lạng cả từ đầu cho nên em không trở về cái quỹ đạo được. Hiểu không? Có cảm giác hiểu không? Alo, alo, alo. Thuê bao cái cách dịch ra ngoài vùng phụ sóng á. Nó bị nhiễu á. Nó cứ à, không có ba nào êm. Mà được. Nó không trở lại luôn. Sau khi văn tấu chị hy vọng rồi em nghe nhạc tại lúc đầu á. Nó không có nhạc vô cái beat rõ ràng. Chị nghĩ là em vào câu đầu nó bị thôi. Không ngờ bị hết. Và khi văn tấu nhạc có lại em vào nó vẫn bị như vậy. Dạ cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. Thật sự lúc đầu em không biết em chinh phô đâu. Lúc đầu em ra em vô cùng hớn hở. Thì đúng đó, đầu đúng là rồi. Bởi lý do tại sao? Lỗi tại ai? Lỗi là tại Thành. Hả? Nữa tôi nữa. Sao kỳ vậy? Tại hôm nay rõ ràng là chị thấy em á, em ra cái sự tập trung trong câu hát em không có, mà em tập trung về những cái chiêu trò, những cái động tác của anh Sơn là phần lớn. Cho nên câu đầu vô em gãy liền. Nhưng mà lúc đó em chưa biết đâu. Em vào chừng mấy câu bắt đầu nó cứ chinh phô thì chị với chị Ly bắt đầu hoang mang. Ủa cái này, ủa băng nhạc đánh sai tông hay là sao mà sao nó phô? Thì chị với chị Ly cứ dày hoang mang.
thì em nhìn thấy được cái điều đó là bắt đầu em cảm nhận được là có chuyện gì xảy ra rồi, là bắt đầu em mất tự tin luôn. Vậy thì lúc, tới lúc đó là tại mình tiếc với Cẩm Ly xì xầm đúng chưa? Tại vì không phải là em phô một chút mà em phô liên tục. Phô nguyên bài luôn. Em phô liên bài thì chị mới chị Ly mới mới ráng nghe cho kỹ là có phải là tại lỗi của em không hay là như thế nào. Chứ không thể nào mà cứ phô nguyên cả bài. Tóm lại là vì em quá tập trung vào cái diễn xuất, về cái lời khuyên của anh Trấn Thành của những cái tập trước, cho nên tất cả chung quy lại là lỗi của Trấn Thành. Cảm ơn. Ngay cả khi hai con người phụ nữ xăm xì hơn nữa thời lượng người ta hát, mà lỗi vẫn là tôi và Bắc Nam. Nói đi Bắc Nam. Bắc Nam Bình với Bắc Nam. Hai chị gái với cô gái lọ lem đúng không? Giờ tới mẹ kế nè. Mời kế mẫu Hoàng Nhật. Hay nói cho con một lời đi kế mẫu. Kế mẫu nội tâm con ạ. Thì kế mẫu cũng giống chuyện cổ tích thôi. Có bao giờ thương lọ lem bao giờ đâu Thành. Ôi trời ơi. Thì thật sự trước khi mà Ngọc Khang ra để trình diễn trong cái đêm cuối này đi, thì các giám khảo và đặc biệt giám khảo Trấn Thành vô cùng là chờ đợi, rất là mong đợi cái phần không biết là hôm nay Ngọc Khang anh chàng này sẽ làm cái gì đây. Tôi mong chờ quá, bởi vì đương nhiên bởi vì những lần thi trước của em quá sức đầy đủ những cái gia vị, rất là vui hóm hỉnh, rất là giống thần tượng của mình, là cái chất của em mọi thứ. Và có lần là em còn lôi kéo cả anh và anh Trấn Thành có thể lên nhảy cha cha được. Không phải là em lôi kéo, anh chủ động xin lên đính chính lại. Đó thì chứng tỏ là em có một cái sức hút về cái phong thái trình diễn của mình, và em có duyên sân khấu chứ không phải là không. Nhưng mà vì sao hôm nay mình ra nhưng mà nó lại không đạt được cái hiệu quả như mong đợi. Đó thì anh nghĩ là đôi khi giám khảo Trấn Thành dành quá nhiều mong đợi cho em, tạo cho em cái áp lực, rồi bắt em phải làm cái này cái kia, phải làm over thậm sưng hơn. Bạn làm quá còn hơn là không làm gì hết. Muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Nếu em có vào vòng trong là phải gầy hơn. Thì đôi khi anh nghĩ rằng là giám khảo Trấn Thành có khuyên bằng Minh Hoàng lúc nãy, phải tiết chế, em phải biết lắng nghe và chọn lọc những cái lời góp ý. Thì anh nghĩ là các giám khảo ai cũng nói lời hay ý đẹp cả, nhưng mà giám khảo Trấn Thành thì em cũng phải biết tiết chế lại một chút. Cũng phải lắng nghe và chọn đúng lọc. Đúng rồi, em có thể chọn lọc những người thương em. Đó. Nhưng nó khoái lắm, nó cười. Cảm ơn phần chia sẻ, nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mà bất chấp tất cả thì thật sự là cái tình cảm dành cho em của các vị giám khảo ở đây là điều có. Anh mong đợi là em phải làm một điều gì đó. Anh không biết nữa, nhưng mà... Em thấy những lời góp ý viễn vông mà giám khảo dành cho em chưa? Em tôi chỉ mong để em làm một cái gì đó mà tôi chả biết là cái gì. Anh chỉ nói cho em nghe thôi, những gì anh trao cho em đó là những sự tình cảm nó đến từ trái tim chân thật. Còn làm được hay không đó là ở em. Vì vậy cho nên tôi làm quá, trái tim tôi trao cho quá nhiều người, để rồi cuối cùng tôi nhận lại tổ danh là tôi là người làm cho thí sinh rơi điểm. Mà nói gì vậy mà có thể thốt được đến lời sao kê mẫu. Con đừng buồn, ban thuốc độc cho Trấn Thành. Ban thuốc độc luôn rồi hả? Anh mơ được ngồi bên em, ta nói với nhau.
nhau bao điều, những vui buồn ta cũng trong tay nhau. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Rồi em cứ đi, để lại đây anh vẫn mong chờ, vẫn hằng mong em yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa, sao tình yêu vẫn cứ ở lại? Tháng năm dài tình em héo khô, theo bóng ai kia hững hờ. Tháng năm dài tình anh héo. Chúc mừng Trần Thuận và Đăng Trang đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo, mời ca sĩ Minh Tuyết. Trời ơi Thuận ơi, hôm nay lúc mà em ngồi trên đó, đầu tiên là cái hình tượng của em ngồi, nếu nói thiệt không ai biết nhìn tưởng Hà Anh Tuấn rất giống luôn, giống dễ sợ luôn. Đây là bài hát mà chị nghĩ rằng là em hát giống Hà Anh Tuấn nhất và hát tốt nhất từ đầu chương trình tới bây giờ của em. Cái cách mà em luyến những cái câu nói, trời, xa em kéo xong lên, héo, trời ơi, nghe nó héo luôn vậy đó. Nghe nó đã lắm, nó đúng là Hà Anh Tuấn luôn. Trời ơi, chị nói thôi chết rồi, sao kỳ này, sao thí sinh nào cũng hát hay, kiểu này chắc chết quá. Thì đến Trang vào, vì giống quá đi, thì mọi người
thích điên cuồng luôn. Nhưng mà đến cái điệp khúc thì Trang lại bị tuột dốc một chút xíu. Cái cao độ của em nó không có, nó không phải là phô nhưng nó không có đã. Trang hiểu không? Chị cảm giác có lẽ là vì Trang muốn ém nó, hơi nó vào để cho nó nhẹ nhàng, cho nó tình cảm, cho nên nó làm cho mọi người tức á. Tức vì đang quá hay á, Trang hiểu không? Đó, thì chị chỉ tiếc cái chút đó. Tiết mục vừa rồi thật sự quá tuyệt vời. Ở phần đầu, một Hà Anh Tuấn, Lâm Trần Thuận, anh có phần cảm thấy hơi có lỗi một chút. Vì tập lần trước á, anh thực sự không đánh giá cao em bằng một số trường hợp khác. Và hôm nay thì anh đã cảm thấy mình có lỗi khi mà em hát những cái câu vô cùng tình với những cái ngân rung mà thực sự là thuyết phục anh hoàn toàn. Còn về phần của Đan Trang, hôm nay em hát cái đoạn đầu rất rất là hay. Nhưng mà về phần diễn của em á, thì anh chỉ ước là lúc kết á, anh biết là giấc mơ và hai người là hai cái không gian không thể nào chạm với nhau được. Nhưng mà anh ước giá như mọi người có thể cố lại gần nhau hơn nhưng không thể á, thì lúc đó nó sẽ càng dây dứt hơn cho cái bài này rất nhiều. Dạ, giờ sau cũng xin cảm ơn những lời góp ý như lời nhận xét từ ban giám khảo để dành cho hai thí sinh. Xin cảm ơn các em.